Chào mừng tất cả các bạn đến với buổi thực hành online tạo báo cáo kết quả kinh doanh trên công cụ Power BI. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thao tác để chúng ta có thể tạo ra một cái báo cáo kết quả kinh doanh dành cho team kế toán, và đối tượng xem thì có thể là ngoài team kế toán ra thì có thể là các cái cấp quản lý nữa. Trước khi mà đi vào phần nội dung chính thì mình cũng xin phép giới thiệu sơ qua về mình cũng như là ban tổ chức. Xin phép mình sẽ giới thiệu một chút về mình. Thì mình tên là Thu, hiện tại thì mình đã làm việc công tác trong cái ngành dữ liệu này khoảng 7 năm rồi. Thì cái công việc của mình thì mình cũng đã trải qua tất cả các cái vị trí liên quan đến dữ liệu. Và thực ra nói tất cả thì cũng không đúng, thì có thể gọi là full cycle của một cái dự án triển khai các cái giải pháp phân tích dữ liệu, thì bao gồm là cả DA, cả DE. DE là viết tắt của Data Engineer, DA thì viết tắt của Data Analyst. Cả vị trí quản lý dự án cũng như là vị trí gọi là Delivery Manager, tức là chuyên chịu trách nhiệm cho cái việc mà thành công của cái dự án này hay không. Đấy, thì background của mình thì chủ yếu là trước thì mình cũng tốt nghiệp từ bên lĩnh vực kinh tế đi ra. Đấy, sau đó thì mình cứ làm dần, phát triển dần và học dần lên trong cái lĩnh vực về dữ liệu này. Và các cái công việc chủ yếu thì trước là mình, bởi vì mình sẽ làm chính với các cái tức là đối với một cái công việc thường thì nó sẽ có hai hướng. Hướng thứ nhất là có thể là các bạn sẽ làm trong cái lĩnh vực gọi là in-house, tức là các bạn triển khai những cái giải pháp hoặc là những cái báo cáo phân tích cho chính doanh nghiệp mình luôn. Còn như mình thì mình sẽ ở cái nhánh thứ hai, tức là mình sẽ làm trong công ty outsource, và công ty đấy thì chuyên đi nhận các cái dự án về triển khai giải pháp này, bao gồm cả xây dựng data warehouse, xây dựng các cái báo cáo cho các cái khách hàng. Đấy, khách hàng thì có thể là các cái doanh nghiệp khác. Đấy, thì đấy là sơ lược về cái background của mình. Lát nữa thì đến phần Q&A, phần giao lưu thì chúng ta các bạn có thể đặt câu hỏi cho mình. Nếu nằm ở trong cái phần những cái phần nội dung kiến thức mà mình đã biết thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Về sơ lược về ban tổ chức, để tổ chức ra buổi ngày hôm nay thì có bên trung tâm hoặc là công ty Dataport. Thì về Dataport thì là một đơn vị dẫn đầu Việt Nam, tức là đối tác của Microsoft trong việc mà đào tạo các cái giải pháp về phân tích dữ liệu của Microsoft. Bên cạnh cái việc đào tạo thì service của Dataport thì sẽ có đào tạo cho các bạn ở lớp public, tức là các bạn đi học gọi là trung tâm đó. Và có một nhánh nữa đó là đào tạo cho các cái doanh nghiệp, tức là một số đơn vị, một số công ty thì họ có nhu cầu là triển khai các cái giải pháp đào tạo cho các cái nhân viên của doanh nghiệp mình, thì bên Dataport sẽ cung cấp những cái giải pháp đào tạo đó. Và bên cạnh việc đào tạo thì Dataport cũng có triển khai các cái giải pháp phân tích dữ liệu, tức là full cycle luôn, bao gồm từ việc là lấy requirement, lấy yêu cầu, làm việc với khách hàng để lấy yêu cầu này, yêu cầu về mặt business, sau đó thì triển khai các cái giải pháp để xây dựng data warehouse, tức là vì dữ liệu của chúng ta thì thường ở trong một doanh nghiệp ấy, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam thì cái mô hình dữ liệu nó rất là phức tạp, nó phân tán ở nhiều cái nguồn khác nhau, thì Dataport sẽ triển khai các cái tư vấn, triển khai các cái xây dựng cái gọi là các cái trung tâm lưu trữ dữ liệu gọi là data warehouse. Thì sau khi có data warehouse thì sẽ đến phát triển các cái báo cáo về phân tích. Thì đó là về sơ lược về Dataport, thì được thành lập từ năm 2018, tức là tính đến nay thì là khoảng 6 năm rồi, thì cũng có đào tạo, có triển khai cho rất là nhiều các cái học viên cũng như là các cái doanh nghiệp khác nhau. Về chương trình, các cái chương trình học tại Dataport thì được phần lớn các học viên đánh giá rất là tốt, bởi vì thực ra cái này đánh giá này là không chỉ là chúng ta làm survey đâu, mà nó sẽ các cái đánh giá này sẽ có lên của cả Microsoft nữa, bởi vì lý do là vì Dataport thì là đối tác của Microsoft, nên là mỗi khi các bạn đánh giá thì sẽ Microsoft sẽ ghi nhận lại cái đánh giá của các học viên dành cho bên cái chất lượng đào tạo của Dataport. Thì cái điểm đánh giá của Dataport cho các cái dịch vụ triển khai chương trình đào tạo rất là cao. Lý do là bởi vì các cái giáo trình mà đang được giảng dạy tại Dataport ấy, thì là đều là giáo trình của Microsoft và luôn được update. Khi mà Microsoft họ có update gì đấy thì họ sẽ có thông báo, bởi vì Dataport là partner, không? Là đối tác thì sẽ được thông báo và cập nhật. Về cái phương pháp dạy thì hiện tại ở Dataport đang triển khai cái phương pháp kết hợp học, tức là không chỉ các bạn học lý thuyết mà các bạn sẽ được áp dụng những cái lý thuyết đấy vào trong các cái bài toán thực tế luôn. Bài toán ở đây thì chúng ta có thể là làm các cái dự án nhỏ nhỏ, thì những cái dự án đấy nó sẽ mô phỏng các quá trình mà các bạn triển khai một cái dự án phân tích dữ liệu ở trong doanh nghiệp. Thì có thể cái dự án đấy nó không phải là một cái dự án cho toàn doanh nghiệp, toàn enterprise, nhưng mà nó đâu đó nó có thể đáp ứng được cho một phòng ban nào đấy, một function nào đấy trong doanh nghiệp. Về đội ngũ giảng viên thì phần lớn các giảng viên ở bên Dataport thì đều là những anh chị đều có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, thậm chí cả giảng viên, cả trợ giảng, thì các anh chị cũng rất là tận tâm với những cái công việc cũng như là cái việc giảng dạy, support học viên trong cái quá trình mà các bạn đi học. Thì có rất là nhiều học viên thì khi mà đi học ấy, thì là họ đã có sẵn cái bài toán rồi, tức là họ là những người mà xuất phát từ bên phía business và họ có sẵn bài toán rồi đấy, nhưng mà họ không biết là hoặc là họ vướng mắc về cái việc mà giải quyết như thế nào trong cái quá trình học. Khi mà họ đến học thì trong quá trình học thì ngoài cái việc mà làm project ra, hoặc họ có thể làm trực tiếp cái project chính là cái bài toán của họ luôn, thì trong quá trình làm như vậy thì cũng sẽ được feedback từ các giảng viên và mọi người cũng có thể hỏi thêm để có thể là giải quyết được cái bài toán mà họ đang gặp phải. Thì đó là về sơ lược về bên trung tâm Dataport với lại các cái service cũng như là các cái phương pháp đào tạo. Đúng. Ở trong cái sự kiện này thì sẽ có một số cái phần, bởi vì là các bạn làm việc với tool thì không chỉ là nó không chỉ là cái công cụ đâu, mà nó sẽ có rất là nhiều những cái kiến thức liên quan đến cái việc của chúng ta tổ chức dữ liệu, chúng ta xử lý dữ liệu cũng như là chúng ta làm sao để chúng ta gọi là chúng ta có thể sử dụng những cái dữ liệu này một cách có ích. Thì đó là cái phần kiến thức mà trong cái nội dung này sẽ mang lại cho các bạn. Các bạn cũng có thể được giao lưu với cá nhân mình, hoặc là chúng ta nếu mà bạn nào mà anh chị nào mà chúng ta gọi là
Nhiệt tình thì mọi người cũng có thể là chúng ta bật lên, bật mic hoặc là bật chat để chúng ta có thể là giao lưu với nhau, thì cũng là một cơ hội để cho các bạn chúng ta có thể kết nối mở rộng cái mạng lưới này, mạng lưới gọi là networking của cá nhân. Và trong quá trình diễn ra sự kiện thì chúng ta có thể là tương tác với nhau, mình cũng sẽ có một số câu hỏi để giao lưu, thì các bạn là chúng ta tích cực thì sẽ nhận được cái một phần quà cho nhau từ ban tổ chức ở cuối chương trình. Chắc là trước tiên, trước khi mà đi vào những cái nội dung chính thì ở đây thì mình có một cái câu hỏi nhỏ là trong cái quá trình mà các bạn làm nhá, ở đây thì là đang hướng tới là có thể là đối tượng là các anh chị mà có kinh nghiệm rồi, tức là các anh chị đã rất là thành thạo về nghiệp vụ rồi. Thì trong buổi ngày hôm nay nghiệp vụ sẽ liên quan đến kế toán. Thì mọi người đã rất là thành thạo rồi và mọi người ứng dụng Power BI, hoặc là có thể là chúng ta không dùng Power BI mà chúng ta dùng một công cụ khác cũng được. Thì những cái khó khăn mọi người gặp phải là gì? Rồi các bạn mà mới chẳng hạn chúng ta đang tìm hiểu về Power BI. Thì khi mà các bạn gọi là thực hành, các bạn làm cái project với Power BI thì những cái khó khăn mà các bạn gặp phải là gì? Thì thông thường khi mà các bạn làm việc với Power BI để xây dựng lên các báo cáo ấy, ở đây thì chúng ta sẽ chia thành hai cái nhóm khó khăn chính, không nhất thiết là phải Power BI nha, có thể là các cái công cụ khác. Đấy, thì có hai cái nhóm chính, thứ nhất là các bạn vấn đề gặp vấn đề về business, thì đó là những bạn mà kiểu chúng ta có kỹ năng rất là tốt về xử lý số liệu rồi, về làm việc với số liệu rồi. Đấy, nhưng mà các bạn lại có ít cái kiến thức, cái kỹ năng về finance chẳng hạn. Đó, thì các bạn sẽ không biết là chúng ta nên tổ chức cái báo cáo, chúng ta nên, người ta hay gọi là storytelling nhất, tức là chúng ta kể cái câu chuyện đấy theo cái luồng lạch như thế nào, hãy sắp xếp cái câu chuyện của mình ra sao để cho nó dễ hiểu. Đấy, thì dẫn tới là cái báo cáo mà mình xây dựng ra nó rất là khó hiểu. Khó hiểu thì nó còn đỡ nhá, nhưng mà nó còn gây hiểu nhầm nữa. Đấy, thì nó mới nguy hiểm. Đấy, cái nếu mà gây hiểu nhầm thì rất là nguy hiểm. Đấy, thì đấy là những cái khó khăn. Hoặc là những cái anh chị, thậm chí là những anh chị mà chúng ta rất là thành thạo về gọi là khi mà chúng ta làm nghiệp vụ, chúng ta hạch toán rồi chúng ta tính toán thì rất là thành thạo rồi. Đấy, chúng ta biết rất là nhiều. Đấy, nhưng mà cái việc mà chúng ta tổng hợp nó lại để làm sao cho cái câu chuyện của mình nó gọn gẽ nhất, nó dễ hiểu nhất, đấy, thì nó cũng là một vấn đề. Thì thường thì mọi người sẽ gặp cái vấn đề là cái báo cáo của mình nó khó hiểu, thì là nó ở cái mức độ gọi là bình thường và nó có thể là gây hiểu nhầm. Thế nên là mình sẽ cần phải làm sao đấy để cái báo cáo của mình nó dễ hiểu và nó phù hợp với nhiều cái đối tượng. Và khi mà mọi người xem cái báo cáo của mình thì tất cả mọi người phải hiểu theo một hướng, hiểu theo một đúng một cái, còn mỗi người hiểu một kiểu là cái việc xây dựng báo cáo của mình là không thành công rồi. Cái khó khăn thứ hai thì là về cái này thì nó cũng có một nửa về gọi là technical, một nửa thì là về business. Đó là các bạn có các cái chỉ số rồi, đấy, có rất là nhiều chỉ số nhá, đặc biệt trong finance thì có nhiều chỉ số lắm, mỗi một cái loại báo cáo thì nó kèm theo rất là nhiều những cái chỉ số để đánh giá hiệu quả nữa. Đấy, thì mình sẽ không biết là ưu tiên cái chỉ số nào, hoặc là có chỉ số chọn được rồi nhưng lại không biết là cái biểu đồ nào đấy, nó phù hợp với lại để thể hiện cái chỉ số đấy, để đánh giá được cái hiệu quả, nhìn vào phát là biết cái doanh nghiệp của mình đang tốt hay không tốt, hay là nó có vấn đề hay không có vấn đề. Thì đấy là nó có một nửa về gọi là business và một nửa về mặt kỹ thuật. Cái thứ ba này thì nó là không biết áp dụng các hàm DAX, thì là trong Power BI nó có một cái ngôn ngữ để chúng ta viết lên các cái công thức, thì nó sẽ gọi là DAX. Thì cái này thì nó thiên về kỹ thuật nhiều hơn. Thì nó không chỉ là những cái khó khăn về gọi là viết cái hàm DAX như thế nào cho nó phù hợp, thì trước khi mà chúng ta đến cái giai đoạn viết DAX thì nó sẽ có một cái giai đoạn là chúng ta phải tổ chức dữ liệu như thế nào, tức là dữ liệu theo dạng bảng ra sao, rồi bảng DIM ra sao, bảng gọi là các cái chiều phân tích ra sao, rồi các cái bảng transaction chúng ta tổ chức như thế nào. Tức là cái Power BI này thì nó là cái công cụ thôi, nhưng mà để mà gọi là gì nhỉ, chúng ta giải quyết được một cái bài toán ấy, thì nó có rất là nhiều khía cạnh. Khía cạnh về cái việc gọi là nguồn dữ liệu như thế nào, chúng ta làm sạch biến đổi ra sao, chất lượng dữ liệu có tốt hay không, sau đó thì chúng ta xây dựng một cái mô hình. Thì cái mô hình này nó không chỉ dành riêng cho phải nghe, nếu mà chúng ta làm những cái dữ liệu, làm cái giải pháp cho enterprise thì người ta sẽ có xu hướng gọi là centralize, tức là người ta đưa tất cả dữ liệu về một cái mô hình thôi, sau đó người ta phân quyền trên cái mô hình đấy để đảm bảo rằng là dữ liệu được tập trung về một nguồn dữ liệu duy nhất, và nó sẽ chỉ có mỗi một cái khái niệm, nó gọi là nó chỉ có một cái, mỗi một cái công thức hay là một cái đánh giá hiệu quả, là chỉ có một khái niệm thôi để chúng ta tất cả mọi người cùng hiểu chung một cái. Thì cái này nó sẽ là thiên về mặt kỹ thuật. Thì bất kể một cái công cụ nào khi các bạn làm nó đều có ưu và nhược điểm, kể cả Power BI nha. Ở đây mình giới thiệu Power BI không có nghĩa là Power BI nó là hoàn hảo. Excel cũng sẽ có nhược điểm, nó cũng powerful nhưng nó cũng có nhược điểm. Power BI cũng vậy, nó sẽ có những cái điểm nó rất là mạnh nhưng mà nó sẽ có những cái điểm mà nó hạn chế. Thì chúng ta khi mà chúng ta làm, đặc biệt là những cái bạn mà làm giống kiểu như mình, tức là làm tư vấn về giải pháp, thì các bạn sẽ cần phải hiểu về những cái ưu và nhược điểm, là những cái hạn chế, để khi mà chúng ta triển khai giải pháp đấy thì chúng ta biết là làm được hay không làm được. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ cần phải nắm được. Rồi, vậy thì làm sao để mà chúng ta xử lý các vấn đề này? Như mình vừa nói, hai nhóm đúng không? Nếu về mặt kỹ thuật thì rất là dễ, bởi vì là các cái tài liệu về mặt kỹ thuật, về mặt technical thì trên mạng xã hội rất là nhiều, trên gọi là không phải mạng xã hội, gọi là trên mạng, trên internet ấy, thì rất là nhiều. Vậy thì chúng ta có thể gọi là chúng ta chọn lọc để chúng ta tìm hiểu, hoặc là chúng ta có thể đi một cách bài bản hơn, nhanh hơn, đó là chúng ta tìm người hướng dẫn. Đấy, thì có thể là hướng dẫn một một, hoặc là chúng ta tìm đến những cái các cái lớp học có người hướng dẫn. Còn nếu mà chúng ta tự học thì tất nhiên là không có nói là tự học thì không được. Đấy, nhưng mà ở giai đoạn đầu thì cái việc tự học thì nó cũng sẽ có những cái ưu và nhược điểm. Nếu mà các bạn có một cái động lực rất là lớn, bởi vì tự học chủ yếu là động lực à, gần như là không có áp lực, thì chúng ta có cái động lực lớn thì chúng ta tự học. Còn nếu mà chúng ta là người gọi là gì nhỉ, không có một cái xây dựng được một cái động lực, thì chúng ta có thể đi học các cái lớp bên ngoài để nó có thể gọi là có cả áp lực nữa. Và thứ hai nữa là các cái kiến thức khi mà các bạn không biết, các bạn tìm hiểu trên mạng thì nó nhiều cái đúng là nhiều thật, nhưng mà nó sẽ có những cái mà nó đúng, sẽ có những cái nó sai, sẽ có những cái chuẩn mà không chuẩn. Đấy, thì ở cái giai đoạn mới các bạn không phân biệt được thế nào là chuẩn, thế nào là không chuẩn. Thì vô hình chung nếu mà may mắn chúng ta tiếp cận được một cái tài liệu chuẩn từ đầu thì rất là tốt, nhưng mà nếu mà không may thì chúng ta tiếp cận phải một cái dữ liệu mà nó không, cái nguồn tài liệu nó không chuẩn thì cũng rất là thiệt cho chúng ta.
Chưa kể nữa là khi các bạn học tự học ấy, thì cái mà gọi là best practice thì nó rất là khó, bởi vì là có những cái mà phải đi làm chúng ta mới biết, chúng ta mới gọi là chúng ta làm nhiều chúng ta mới biết chẳng hạn. Đấy, thì khi mà chúng ta tìm đến những cái lớp học ở bên ngoài ấy, thì chúng ta sẽ được gọi là được chia sẻ những cái đó từ những cái người đi trước, những cái bạn giảng viên trợ giảng, họ đã có kinh nghiệm rồi. Đấy, thì họ sẽ nói chúng ta biết rằng là trong tình huống này thì cái này nên làm như thế nào. Đấy, thì đó là một cái gọi là best practice thì tự học thường sẽ không có. Về vấn đề về business thì cái vấn đề này sẽ khó hơn. Đó. Tức là các cái tài liệu trên mạng thì cũng có nhưng nó ở mức rất là chung chung thôi. Đó. Ví dụ như về kế toán chẳng hạn, tài liệu thì rất là nhiều đúng không? Chúng ta có các cái chứng chỉ về kế toán này, kiểm toán này, vân vân này. Đó. Thế tuy nhiên thì nó ở chung và mỗi một doanh nghiệp thì nó lại không có giống nhau. Đó. Nói là một cái chuẩn kế toán thôi nhưng mỗi một doanh nghiệp thì người ta lại có một cái cách làm nó có thể là nó không không giống nhau hoàn toàn. Đó. Thì không chỉ là kế toán đâu mà kể cả những cái function khác, những cái phòng ban, những cái nghiệp vụ khác thì cũng vậy. Thì cách cách học là chúng ta chỉ học từ từ tất nhiên là những kiến thức chung thì các bạn cần nắm nhá. Ví dụ như là báo cáo về về nguồn vốn trước chúng ta xây dựng chẳng hạn, thì nó có một cái phương trình là tổng tài sản lúc nào cũng phải bằng tổng nguồn vốn, thì cái đấy thì nó là bất biến rồi, các bạn đi làm ở đâu cũng vậy. Đấy, thì chúng ta cần biết những cái kiểu như thế, những cái chung nhất. Đó. Thế còn những cái vì trong cái cơ cấu tổng tài sản, tổng nguồn vốn chẳng hạn, đó, thì mỗi một doanh nghiệp nó sẽ có cái cơ cấu nó khác nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải nắm được cái đặc thù của doanh nghiệp mình như thế nào, thì cái đấy chúng ta sẽ đi làm và tích lũy dần trong quá trình mà các bạn làm việc. Và nếu mà chúng ta làm mà chúng ta ở giai đoạn mới thì chúng ta có thể là tìm hiểu, đọc các cái tài liệu, đọc các cái báo cáo về 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 công ty mình chẳng hạn. Đấy, hoặc là chúng ta chịu khó đặt câu hỏi, đặt vấn đề đối với những cái người đồng nghiệp làm lâu năm hoặc là với cấp trên của mình chẳng hạn. Thì chúng ta khi mà gặp vấn đề thì chúng ta cố gắng là thay vì đi hỏi luôn thì mọi người có thể tìm hiểu trước, tìm hiểu rồi xong thì mọi người có thể gọi là gì nhỉ? Hỏi lại sếp chẳng hạn. Đó, thì là đây em tìm hiểu như thế này thì có đúng hay không? Đấy, hoặc là em tìm hiểu như thế này thì nó còn thiếu hay gì đó thì mọi người cho góp ý. Đấy, kiểu như vậy. Đấy là một cái mà chúng ta có thể gọi là tích lũy lại được để chúng ta giải quyết cái khó khăn liên quan đến đến mặt gọi là về về nghiệp vụ, về business. Thì chúng ta cứ làm dần thì nó sẽ chúng ta sẽ tích lũy được thôi, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức. Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo là về phần tư duy tạo báo cáo kết quả kinh doanh. Đấy, thì thông thường ấy đối với mỗi một cái kể cả trong cái chương trình gọi là khi mà mình đi training đi dạy chẳng hạn đó, thì mình ở trên các lớp chẳng hạn thì mình thường sẽ không đi vào ngay cái công cụ, bởi vì công cụ thì nó về cơ bản nó vẫn là cái để phục vụ cho cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thôi, tức là bao giờ thế chính vì nó chỉ là công cụ thôi nên nó sẽ đi sau, là các cái bài toán về doanh nghiệp nó sẽ đi trước. Đấy, thì chúng ta cần phải hiểu cái bài toán mình cần giải quyết là gì trước. Đấy, sau đó thì chúng ta mới áp dụng các cái công cụ phù hợp vào để giải quyết bài toán đó. Thì chúng ta sẽ đi sơ lược về cái báo cáo kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Tất nhiên thì ở đây thì là cái dữ liệu sample thôi, nên là nó có rất là nhiều hạn chế. Thứ nhất là cái mức độ chi tiết của dữ liệu thì là nó thấp. Đấy, dữ liệu này nó chỉ mang tính gọi là tổng quan thôi, chứ overall thôi. Và thứ hai nữa là cái dữ liệu này trong cái phần báo cáo này nó coi như là một cái báo cáo mà mọi người sau khi mà chúng ta ở doanh nghiệp ấy, thường thì nó sẽ đến từ các cái đơn đặt hàng rồi đến từ hoạt động kinh doanh đúng không? Tóm lại là đến từ rất là chi tiết, có thể là từng đơn hàng, từng hóa đơn, rồi từng những cái tờ chi phiếu hay gì đấy chẳng hạn. Thì mọi người sẽ phải xử lý rồi để đưa ra được một cái báo cáo này. Ở đây thì trong cái nội dung của buổi này thì là chỉ kịp để hướng dẫn các bạn gọi là sử dụng Power BI như một cái công cụ để kéo báo cáo thôi. Thế còn thực tế thì trong khi mà các bạn làm ấy thì các bạn sẽ phải làm cả những cái bước mà từ những cái hóa đơn đó, từ những cái chứng từ đó các bạn làm sao tính toán ra được cái chỉ số này. Đó, thì Power BI hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn làm những cái đấy nếu mà các bạn define được những cái công thức, tức là các bạn xác định được những cái công thức, những cái chỉ số rất là rõ ràng. Thì đó là về cái gọi là cái phần sơ sơ về cái phần báo cáo này. Thì lát nữa thì chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về cách để tư duy để chúng ta tạo báo cáo kết quả kinh doanh. Đấy, thì bạn nào mà tham gia cái buổi trước mình nói rồi thì sẽ thấy là thực ra là nó cũng tương tự thôi. Đấy, về các cái phương pháp, cái tư duy ở đây thì nó là giống nhau, tức là chúng ta đều phải xuất phát từ các cái chỉ tiêu, các cái chỉ số, các cái KPI đúng không, để tùy chúng ta gọi là cái gì cũng được. Thì trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh thì nó sẽ bao gồm các cái nhóm chỉ số liên quan đến doanh số, doanh thu đúng không, liên quan đến tiền. Đấy, rồi trong cái doanh thu đấy thì sẽ có bao nhiêu phần là chi phí. Đấy, sau khi trừ hết các chi phí, các cái gọi là cho các cái chi phí cho hoạt động vận hành, cho hoạt động bán hàng, cho thuế chẳng hạn đúng không, thì chúng ta sẽ còn cái gọi là lợi nhuận. Thì đấy là trên cái bảng báo cáo kết quả kinh doanh thì chúng ta sẽ có các cái nhóm chỉ số mà nó như vậy. Tất nhiên là cái chỉ số này nó nếu mà tùy doanh nghiệp thì nó có thể sẽ chi tiết hơn nữa. Và bên cạnh các cái chỉ số như vậy, nó gọi là các cái một cái gọi là cái số thôi, absolute thôi, cái số tuyệt đối thôi. Thì nó sẽ có các đi kèm với nó sẽ là các cái chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. Thì bất kỳ một cái phòng ban nào nó cũng sẽ đều có các cái chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cả. Ví dụ như là trong hôm trước chúng ta học là báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ có các cái nhóm, ví dụ như là chỉ số thanh toán đúng không? Chỉ số thanh toán nhanh, rồi chỉ số thanh toán hiện hành vân vân, rồi các cái chỉ số vòng quay. Thì trong cái báo cáo kết quả kinh doanh này nó cũng sẽ có các cái nhóm để đánh giá. Ví dụ như là nhóm chỉ số về chi phí, chúng ta sẽ biết được là chi phí nó chiếm bao nhiêu phần của doanh thu chẳng hạn. Nó chiếm tỷ trọng lớn hay tỷ trọng ít. Thế đấy là cái nhóm chỉ số để đánh giá cái hiệu quả của cái việc chúng ta quản lý chi phí. Rồi nhóm các cái chỉ số sinh lời, ví dụ như là ROE, ROA chẳng hạn, cái đấy chúng ta rất là quen rồi đúng không? Return on equity, return on asset, thì nó cho biết là cứ mỗi một cái đồng tài sản thì nó sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận chẳng hạn, hoặc là mỗi một cái đồng chúng ta vốn góp của chủ đầu tư và của các cái chủ doanh nghiệp ấy, thì nó sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Thì chúng ta sẽ xem xét các cái chỉ tiêu đánh giá hiệu quả như vậy.
về các cái khi mà chúng ta xây dựng các cái báo cáo. Vậy thì nói tóm lại là khi mà chúng ta phát triển xây dựng gọi là làm cái dự án bất kỳ nha, thì cái mà chúng ta triển khai cái giải pháp phân tích dữ liệu này cho doanh nghiệp thì nó cũng vẫn là cái gọi là một cái dự án thôi. Đấy, thì chúng ta cần phải xác định xem là thường thì trong cái phần gọi là quản trị dự án nó sẽ có một cái nó gọi là giao phẩm ấy, deliverable ấy. Đó. Thì chúng ta sẽ cần phải biết là giao phẩm của cái này là gì. Đấy, thì nó chính là cái báo cáo đúng không? Báo cáo kết quả kinh doanh. Đó. Thì khi mà chúng ta xác định như vậy thì chúng ta cần biết là làm thế nào để chúng ta xây dựng nên cái báo cáo nó tốt. Đấy, thì chúng ta sẽ có một số những cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm. Đấy, thì cái này không chỉ áp dụng cho báo cáo kết quả kinh doanh nha, báo cáo hôm trước mình làm báo cáo bảng cân đối kế toán thì cũng vậy. Đấy, mà sau này các bạn làm cho sale thì cũng y hệt như vậy. Đấy, cho tồn kho, cho procurement, cho production đó, thì chúng ta đều phải áp dụng những cái nguyên tắc, cái này nó gọi là chung rồi, kim chỉ nam rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ xác định một số yếu tố. Thứ nhất là cái báo cáo này xây dựng thì ai là người sử dụng chính. Đấy, các sếp là người sử dụng chính hay là các cái bạn vận hành sử dụng chính. Bởi vì các sếp chỉ nhìn nhanh thôi, nhìn gọi là overview thôi, phải trưng hết số ra cho các sếp thì các sếp sẽ xem. Thế còn nếu như là người người vận hành, tức là những người mà thuộc cái bộ phận phòng ban nghiệp vụ đấy chẳng hạn, thì họ sẽ xem báo cáo ở cái mức độ chi tiết hơn. Để họ biết là ok, cái báo cáo này cụ thể, cái chỉ số này, cái nghiệp vụ này nó đang có vấn đề ở chỗ nào, để họ có thể gọi là thực hiện những cái điều chỉnh gì đấy. Thì chúng ta cần phải xác định xem ai là người xem báo cáo, là ai là người ra quyết định để có thể xây dựng nên một cái báo cáo cho nó phù hợp với từng đối tượng. Rồi mức độ chi tiết của báo cáo thì giống như mình vừa nói đấy, là ví dụ như sếp thì thường xem doanh thu chi phí, có thể xem số tổng thôi, xem biến động theo các năm thôi chẳng hạn, đó, theo tháng thôi chẳng hạn. Đó. Nhưng mà ví dụ những người mà kiểu là nhân viên sale chẳng hạn, các bạn vận hành đúng không, thì các bạn sẽ cần phải biết chi tiết hơn nữa, và có thể là đến từng cái đơn hàng của các bạn chẳng hạn. Đó. Thì đấy là cái mức độ chi tiết của báo cáo, nó sẽ khác nhau cho từng cái đối tượng khác nhau, cho từng cái mục đích khác nhau, rồi thậm chí là tần suất cập nhật báo cáo ra sao. Thì ví dụ như là chúng ta xây dựng báo cáo thường thì báo cáo ví dụ như hôm trước chẳng hạn, báo cáo về tài sản thì chúng ta sẽ xem định kỳ thôi, tức là không phải ngày nào cũng vào xem, nó không có ý nghĩa gì nhiều. Ngày tài sản không thể hôm nay ngày mai mà nó đã thay đổi chóng mặt rồi, mà thường là người ta sẽ xem theo quý chẳng hạn, mỗi một quý người ta review một hai lần thôi. Nhưng mà báo cáo kết quả kinh doanh hoặc là báo cáo về sale chẳng hạn, đấy thì nhiều khi là phải xem hàng ngày hàng giờ luôn, để chúng ta biết là ok, về cái tình hình mà tạo ra doanh số, cái hiệu quả của cái kinh doanh của mình nó như thế nào. Chúng ta sẽ phải gọi là gì nhỉ, phải cài đặt cái việc mà cái báo cáo này nó cập nhật với cái tần suất như nào để nó phục vụ cho business. Về các cái ngoài ra thì cũng sẽ có rất nhiều những cái câu hỏi khác nữa, ví dụ như là cái khi mà các bạn làm ở doanh nghiệp ấy, thì mỗi doanh nghiệp họ sẽ có một cái gọi là gọi nôm na là cái khẩu vị, tức là cái cách thức mà xem báo cáo nó khác nhau. Có doanh nghiệp thì thích xem theo dạng bảng và chỉ xem bảng thôi, vẽ đồ thị là không chịu xem. Rồi có những cái doanh nghiệp thì chỉ thích xem đồ thị thôi, vẽ bảng thì không xem. Đấy, thì nó phải tùy theo cái doanh nghiệp của mình nó như thế nào, mọi người thích ra sao, văn hóa ra sao để chúng ta áp dụng cho phù hợp. Hoặc là có một số những cái kiểu như là trước mình khi mình hay mới bắt đầu thì mình hay áp dụng theo kiểu là nguyên tắc gọi là gì nhỉ, đèn giao thông chẳng hạn, ví dụ xanh thì mình sẽ tốt thì mình sẽ để màu xanh, mà không tốt thì để màu đỏ đấy. Nhưng mà khi đi làm thực tế rồi thì có sau này làm nhiều rồi thì có rất nhiều doanh nghiệp mà logo của họ có màu đỏ đấy, họ sẽ không chấp nhận là ok cái không tốt để màu đỏ đấy, thì cái đấy là tùy theo từng doanh nghiệp đấy, chúng ta sẽ gọi là thích nghi dần. Về cái việc bên cạnh cái việc mà chúng ta xây dựng báo cáo, tức là chúng ta thiết kế cái câu chuyện nó như thế nào để phục vụ cho các cái đối tượng này, thì cái vấn đề về mặt kỹ thuật cũng rất là quan trọng. Trong đó thì có cái việc mà chúng ta tổ chức dữ liệu như thế nào. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì cái mình tổ chức dữ liệu ở đây là dữ liệu nó sẽ theo từng tháng, và mỗi tháng mình sẽ để một file. Tại vì sau này các bạn đi làm thì nếu như mà chúng ta có dữ liệu ở trên trên các cái hệ thống ERP rồi đấy, mà các cái hệ thống đấy có hỗ trợ chúng ta kết nối trực tiếp đến các cái công cụ gọi là BI tool này thì rất là tốt. Còn nếu như mà không có hỗ trợ thì chúng ta sẽ phải đi vòng bằng cách là định kỳ các bạn sẽ xuất các báo cáo ra, chúng ta tùy theo, nếu mà nó ít thì chúng ta để một file, nhiều chúng ta sẽ phải chia thành nhiều file, tại vì các cái flat file thì nó đều có giới hạn cả. Ví dụ như Excel thì là 1 triệu dòng chẳng hạn, hoặc là Google Sheet cũng tương tự như vậy. Rồi nhiều khi những cái file flat file mà các bạn làm như vậy, các bạn lốt vào cái cơ sở dữ liệu nó cũng sẽ gọi là không lốt được, nó bị giới hạn. Thì cái tool nào nhắc lại tool nào cũng sẽ có cái ưu và nhược điểm cả. Về cách khi mà chúng ta có báo cáo rồi, vậy thì cách thức để chúng ta phân tích, cách thức chúng ta đọc dữ liệu để chúng ta có thể biết được rằng là nó tốt hay không tốt, thì thứ nhất là chúng ta sẽ phân tích có thể là theo cái biến động của từng cái chỉ tiêu, từng cái nhóm chỉ số của mình. Đấy, theo thời gian, ví dụ như là thường là chúng ta sẽ xem theo 1 năm, bởi vì là các cái dữ liệu ấy thì thường là sẽ có tính chu kỳ đó, thì chúng ta sẽ biết được rằng là ok, so với các cái chu kỳ những cái năm trước thì cái biến động của cái chỉ số hiện tại đang là tốt hay không tốt. Rồi từ cái đó thì chúng ta chia nhỏ cái đấy ra để chúng ta biết là nó biến động tăng chẳng hạn hoặc là biến động giảm chẳng hạn, thì chúng ta chia nhỏ ra, vậy biến động tăng hay biến động giảm là đến từ cái nguyên nhân gì, thì cụ thể là chúng ta chia nhỏ nó thành các chiều phân tích, ví dụ như là chiều về khách hàng chẳng hạn, hoặc là chiều về như doanh số chẳng hạn, chúng ta sẽ phân tích theo chiều về khách hàng này, chiều về sản phẩm này, chiều về kênh bán hàng này. Kênh bán hàng nó cũng là một cái chiều của khách hàng thôi chẳng hạn đó. Thì chúng ta biết là ok, cái nguyên nhân của cái sự biến động đấy là đến từ đâu để chúng ta có cái giải pháp cho phù hợp. Rồi chúng ta so sánh theo chiều ngang, tức là chúng ta so sánh xem là so với các doanh nghiệp trong cùng ngành thì cái biến động của mình, tất nhiên là cái này nó phải phụ thuộc vào việc chúng ta có thu thập được dữ liệu hay không, để chúng ta biết được rằng là nó có đang hoạt động theo giống với các cái doanh nghiệp khác không, và cùng trend hay không, hay là mình nếu mà đi gọi là vượt trội, đi tốt
nó theo cái hướng tốt thì là ok, còn nếu như mà nó đi theo hướng không tốt, đi theo hướng ngược lại tất cả thì chúng ta mà nó mang lại cái hiệu quả tiêu cực, cái ảnh hưởng tiêu cực thì chúng ta sẽ phải xem lại, xem là tại sao. Một cái cách phân tích khác để chúng ta biết được rằng là cái vị thế của doanh nghiệp mình, đó là chúng ta so sánh tỷ trọng của một chỉ tiêu nhỏ trong tổng các cái chỉ tiêu lớn, để chúng ta cũng biết được rằng là từng cái thành phần đấy nó đóng góp như thế nào đến cái ảnh hưởng tốt hay không tốt đó. Thì đó là một số cái mà chúng ta có thể gọi là áp dụng trong cái việc mà chúng ta đọc cái kết quả, đọc cái những cái chỉ số mà chúng ta đưa lên báo cáo. Thì khi chúng ta đọc xong thì chúng ta sẽ ra được là những cái kết luận, đúng không? Thì kết luận có thể tốt hay không tốt, rồi điểm nào tốt, điểm nào chưa tốt, càng chi tiết càng tốt kiểu vậy. Thì từ đó chúng ta mới đề ra được cái gọi là những cái giải pháp, những cái hành động phù hợp cho cái phần nghiệp vụ mình hoặc cho doanh nghiệp mình, đấy là rộng hơn. Rồi, ở đây thì có một cái so sánh nho nhỏ để các bạn hình dung hơn được là cái câu chuyện khi mà chúng ta thiết kế từng cái báo cáo. Thứ nhất là đối với phần giả sử như là báo cáo kết quả kinh doanh thì báo cáo này chủ yếu mục tiêu sẽ là dành cho các cái phòng ban tương quan đến kế toán. Kế toán thì có thể không phải chỉ một phòng ban đâu nha, thì tùy doanh nghiệp cấu trúc nó sẽ khác nhau, có doanh nghiệp thì tổ chức thành nhiều phòng ban, có doanh nghiệp tổ chức thành ít phòng ban. Thường thì đối tượng cái báo cáo kết quả kinh doanh này hoặc là các cái báo cáo trong cái nhóm báo cáo kế toán thì sẽ là dành cho phòng ban kế toán tài chính, rồi dành cho các cái cấp quản lý doanh nghiệp. Thì mọi người sẽ có cái nhu cầu xem những cái chỉ số này về, thì các bạn sẽ thấy này, ở trong cái này lát nữa thì mình sẽ sâu bằng cái màn BI thì nó sẽ rõ hơn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là các cái nhóm chỉ số này chủ yếu nó sẽ tập trung vào doanh thu và lợi nhuận. Tóm lại là doanh thu, chi phí rồi lợi nhuận. Thế còn nếu mà chúng ta xây dựng cùng cái doanh thu đấy, chúng ta xây dựng cái báo cáo dành cho phòng ban là sale chẳng hạn, phòng ban bán hàng ấy. Đấy, thì tại vì KPI của các bạn bán hàng chủ yếu là về doanh số thôi. Doanh số thì có thể là về sản lượng hoặc là về tiền. Nhưng mà các bạn thì sẽ không được phép xem những cái liên quan đến chi phí hoặc là lợi nhuận, mà các bạn chỉ biết được rằng là ok, so với cái target tức là cái mục tiêu mà hoặc là cái KPI mà mình bị áp lên, công ty áp lên mình á, thì mình đang bán hàng nó đang ở đâu so với cái KPI đấy, tốt hay không tốt. Rồi không tốt ở điểm nào đấy, thì các cái báo cáo dành cho bộ phận sale chẳng hạn thì họ sẽ xem theo từng nhà máy, từng khu vực, rồi từng kênh chẳng hạn, từng sản phẩm, để họ biết rằng là ở cái điểm nào họ làm tốt, điểm nào họ chưa tốt để họ tăng cái doanh số lên. Thì nó sẽ hơi khác so với cái phần ở bên báo cáo kết quả kinh doanh đấy, thì các cái chiều phân tích, các cái chỉ số, bởi vì đối tượng khác nhau nên dẫn tới là các cái câu chuyện mà chúng ta phân tích nó cũng khác nhau. Hoặc là báo cáo sale của bên 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 phải màn hình này đấy, thì ngoài câu chuyện dành cho sale thì cũng có thể dành cho các cái team liên quan đến hỗ trợ sale đấy, bao gồm như là team kho hoặc là team về sản xuất chẳng hạn. Thì họ nhìn vào đấy họ cũng biết là ok, vậy thì dựa vào cái doanh số bán hàng này thì cái kế hoạch để họ lưu trữ hàng tồn kho ra sao, hoặc là kế hoạch họ sản xuất ra những cái sản phẩm hàng bán là như thế nào. Thì đấy là những cái câu chuyện mà nó dành cho các đối tượng khác nhau, thì chúng ta sẽ có những báo khác nhau. Mà nó trong một doanh nghiệp thì một chỉ số thì chúng ta có thể xem với nhiều cái câu chuyện khác nhau như vậy. Nhưng mà tất nhiên nếu mà doanh nghiệp làm đủ tốt thì những cái về doanh số này thì nó sẽ phải là thống nhất, tức là ở đây một con số thì ở bên cái báo cáo về kết quả kinh doanh nó cũng là một con số, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ phải tạo thành các cái view báo cáo khác nhau. Bởi vì đối tượng xem khác nhau thì cái phân quyền khác nhau. Thường thì các anh chị sale hoặc là các cái phòng ban về hỗ trợ sale họ sẽ không được xem là chi phí như thế nào đâu. Họ sẽ không được xem, hoặc là họ chỉ xem những cái phần chi phí mà liên quan đến họ thôi. Còn những chi phí của phòng ban khác thì họ sẽ không có quyền xem. Nên vì cái tính bảo mật dữ liệu nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ có cái câu chuyện về phân quyền dữ liệu riêng. Ở đây thì mình nói sơ sơ để chúng ta hình dung như vậy thôi. Chúng ta sẽ ra một cái phần nội dung tiếp theo của buổi ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang báo cáo thôi. Chúng ta sẽ có một số cái kỹ năng rất là cơ bản để tạo nên một cái trang báo cáo liên quan đến phần dữ liệu của kết quả kinh doanh. Thì trong cái nội dung của báo cáo này thì vẫn sử dụng cái mô hình từ hôm trước thôi. Mình thấy là ở đầu có bạn nào có hỏi rằng là có sử dụng bộ dữ liệu của hôm trước không, vì bạn ấy cũng đã làm lại các cái thao tác làm sạch biến đổi rồi, thì vẫn sẽ sử dụng cái dữ liệu của hôm trước nha. Thì hôm trước là mình tập trung vào cái dữ liệu chính là dữ liệu về cái bảng báo cáo kết quả kinh doanh, đúng không? Mình sẽ có báo cáo tổng quan về kết quả kinh doanh như thế này, tổng tài sản, tổng nguồn vốn thì từng cái nó sẽ có cái đóng góp như thế nào, rồi chi tiết về cơ cấu tài sản để mình biết xem là ok, cái tài sản của mình như vậy là nó đang được sử dụng hiệu quả hay là không hiệu quả, rồi biến động nó ra sao. Rồi cơ cấu nguồn vốn cũng sẽ tương tự nha, cơ cấu nguồn, hệ số nguồn vốn thì chúng ta cũng sẽ có là các cái chỉ số để đánh giá hiệu quả của việc chúng ta sử dụng nguồn vốn có hiệu quả hay không, rồi các cái biến động của các cái chỉ số đấy, biến động từ đầu kỳ cuối kỳ ra sao, rồi biến động theo các kỳ ra sao. Thì đó là cái báo cáo ngày hôm trước. Thì trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen, chúng ta sẽ được làm thực hành với cái dữ liệu về kết quả kinh doanh. Ở đây thì có trong cái dữ liệu của mình thì có cái bảng gọi là income statement. Ở đây thì do cái thời lượng có hạn nên là cái phần mô đồ hoặc là các cái phần dữ liệu thì mình cũng đã xây dựng cho các bạn rồi. Ở đây thì các cái mình đã format dữ liệu về dạng bảng như thế nào, rồi các cái bảng về transaction, các cái bảng về gọi chung là các bảng khách thì đã được mình format sẵn rồi, chúng ta sử dụng thôi. Thì về cái báo cáo kết quả kinh doanh này, ở đây thì mình có gợi ý hai cái giao diện nha. Thứ nhất là mình đối với báo cáo kết quả kinh doanh thì cái quan trọng nhất thì cũng vẫn là cái lợi nhuận thôi. Chúng ta sẽ biết được là lợi nhuận trước thuế hay sau thuế như thế nào. Rồi cái cơ cấu lợi nhuận theo doanh thu chi phí, tức là chúng ta sẽ có tổng doanh thu là một số như thế này. Vậy thì các cái chi phí nó sẽ đóng góp trong cái phần, nó sẽ chiếm các cái tỷ trọng trong cái phần doanh thu này, và cuối cùng còn lại thì nó sẽ là cái lợi nhuận. Thì có thể là lợi nhuận nó cũng sẽ âm nữa cơ. Không phải lúc nào lợi nhuận nó cũng dương.
Rồi cái chi tiết cái này thì nó giống như là cái bảng báo cáo kết quả kinh doanh bình thường mà các bạn làm thôi, thì nó cũng giống cái file Excel thôi, chẳng qua là ở đây nó thể hiện ở dạng bảng ở trên bao VI thì chúng ta có thể hình dung ra được. Ngoài cái này ra thì sẽ có một cái nữa, đó là về doanh thu. Thì chúng ta cũng thường là mọi người khi chúng ta làm việc về kế toán, về kết quả kinh doanh thì chúng ta cũng quan tâm xem là ok cái cơ cấu doanh thu như thế nào. Cơ cấu ở đây là chúng ta sẽ quan tâm đến các cái loại doanh thu nha. Thì ở đây chúng ta có nhiều loại cơ cấu, ví dụ như là cơ cấu chi phí trong doanh thu đúng không? Rồi ở đây chúng ta sẽ có là các cái doanh thu tổng này thì nó sẽ gọi là nó sẽ đến từ những cái hoạt động kinh doanh nào của doanh nghiệp, đến từ hoạt động kinh doanh chính hay là đến từ các cái tài chính hoặc là một số những cái loại thu nhập khác nữa trong kỳ của doanh nghiệp chẳng hạn. Đấy, thì nó chúng ta sẽ có được là nó đến từ cái tỷ trọng nó ra sao. Đấy, bây giờ là mặc dù hoạt động kinh doanh chính chẳng hạn mà nó mang lại ít doanh thu hơn những cái hoạt động khác thì chúng ta cần phải xem lại xem là tại sao. Đấy, thì đấy là ví dụ là cái bất thường. Đấy, còn tất nhiên là ở đây là cái dữ liệu mình sample ra nên các bạn thấy có thể là nó biến động, nó cứ nhảy nhót, nó không gọi là gì nhỉ, nó không tuân theo một cái hình thái nào. Đấy, thì cái này là do cái dữ liệu sample thôi. Rồi, về cái đánh giá hiệu quả thì bao giờ mình cũng sẽ có cái nhóm chỉ số. Đấy, sau đó thì là sẽ có một cái trang gọi là đánh giá hiệu quả. Đấy, thì tùy theo cái gọi là gì nhỉ? Giống như mình nói cái phong cách của doanh nghiệp mình như thế nào, mình có thể gọi là hiệu trình để mình nó phù hợp với cái nhu cầu. Đấy, không nhất thiết là nó phải đi theo cái câu chuyện như thế này. Đấy, một số cái doanh nghiệp khác chẳng hạn thì họ muốn là đưa cái hiệu quả kinh doanh này lên trước. Rồi hoặc là họ kết hợp luôn có cái chỉ số về lợi nhuận chẳng hạn, rồi bên dưới là chúng ta đánh giá luôn là xem ok cái lợi nhuận đấy làm tốt hay không tốt. Thì đối với phần đánh giá hiệu quả này thì mình cũng sẽ sử dụng một số nhóm. Ở đây mình sẽ sử dụng nhóm chỉ số liên quan đến chi phí, một số cái chỉ số ví dụ như là về các cái chỉ số về tỷ trọng của các cái loại chi phí GVHB này, mình viết tắt này, giá vốn hàng hóa trên doanh thu, rồi chi phí tài chính trên doanh thu, chi phí bán hàng, vân vân, tóm lại các cái chi phí trên doanh thu để mình biết xem là ok tỷ trọng nó như thế nào. Rồi cái chỉ số về khả năng sinh lời, ở đây thì có là một số cái ví dụ là ROE, ROS rồi ROA. Đấy, thì ở đây là đại diện một số cái như vậy. Về cơ cấu chi phí thì là mình sẽ xem là trong cái các cái loại chi phí này thì cái nào sẽ chiếm cái tỷ trọng lớn nhất. Thường thì doanh thu gọi là đến từ các cái hoạt động kinh doanh chính nhất, nó lớn nhất. Đấy, thì nếu mà là hoạt động kinh doanh là sản xuất thì cái giá vốn hàng bán thường là sẽ là lớn nhất. Đấy, kiểu vậy. Đấy, còn nếu mà chúng ta thấy những cái mặc dù hoạt động kinh doanh chính là nó gọi là gì nhỉ? Nó lớn nhưng mà có thể là ví dụ như bên dịch vụ chẳng hạn. Đấy, thì cái tỷ trọng của giá vốn hàng bán nó sẽ nhỏ. Đấy, thì tùy cái đặc trưng của doanh nghiệp thì chúng ta cần phải xem là cái số liệu nó thể hiện so với lại các cái đặc trưng của ngành hoặc đặc trưng của doanh nghiệp mình thì nó có hợp lý hay không hợp lý. Rồi về ở đây thì có một cái nhỏ nhỏ là biến động các cái chỉ tiêu, thì chúng ta có thể chọn lần lượt từng cái để chúng ta xem là ok những cái chỉ tiêu này biến động tăng giảm như thế nào theo thời gian. Thì đấy là về cái mình gợi ý. Tất nhiên là cái này chúng ta có thể mở rộng nhiều hơn, ví dụ như là báo cáo kết quả kinh doanh ở đây thì mình mới đang xem theo tháng thôi, nhưng đặc trưng của kinh doanh các cái dữ liệu liên quan đến kinh doanh đó là các cái dữ liệu có thể cộng được. Đấy, thì chúng ta có thể xem chỉ số theo lũy kế chẳng hạn, month to date, rồi year to date. Ở đây là month to date rồi, thì chúng ta có thể xem theo kiểu là year to date tức là lũy kế theo năm, hoặc là quarter to date lũy kế theo tháng. Thì đấy là một cái cũng là một cái view khác để chúng ta hình dung được về cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mình. Về phần dữ liệu thì chúng ta sẽ có một số những cái tạp dữ liệu, thì có thể là các bạn đã làm quen từ hôm trước rồi. Chắc về dữ liệu của mình thì mình sẽ có một số cái bảng. Thứ nhất là bảng thông tin chính là balance sheet, mình đã giới thiệu buổi hôm trước rồi. Các cái chiều phân tích về thời gian này, deadline về thời gian này, các cái chỉ tiêu liên quan đến bọc balance sheet là bảng cân đối kế toán. Rồi ở đây thì mình sẽ có income statement, tức là về doanh báo cáo về kết quả kinh doanh, thì sẽ có về chiều thời gian này, và một cái chiều nữa là về các cái chỉ tiêu. Thì đấy là về cái dữ liệu của mình. Thì trong thực tế khi các bạn làm ấy, thì để mà xây dựng được đến cái bước này là chúng ta cũng tốn khá khá thời gian rồi. Đặc biệt là cái câu chuyện mà các bạn gọi là gì nhỉ? Cái câu chuyện mà các bạn tìm hiểu về nguồn dữ liệu nó cũng là một cái rất là mất thời gian, tốn thời gian, và nó nhiều khi nó còn khó khăn nữa là bởi vì giả sử như là các bạn đến từ phòng ban kế toán chẳng hạn, hoặc là các bạn đến từ BA chẳng hạn. Nhưng mà cái dữ liệu lại do IT quản lý. Đấy, thì cái câu chuyện là nó có thể sẽ gặp những cái khó khăn khi mà hai team có thể giao tiếp gì đấy không hiệu quả. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể gặp. Còn khi mà chúng ta đã được IT cấp quyền rồi, đấy, thì sẽ đến cái câu chuyện là chúng ta hiểu về cái dữ liệu như thế nào, rồi chúng ta biết được cái chất lượng dữ liệu có tốt hay không tốt. Nhiều cái doanh nghiệp, tất nhiên là thường là khi mà họ đưa lên các cái hệ thống gọi là quản trị cơ sở dữ liệu thì là dữ liệu phần lớn đã tốt rồi. Thế còn một số những doanh nghiệp các anh chị đang sử dụng bằng file, các cái flat file, file Excel chẳng hạn các thứ, rồi file Google Sheet chẳng hạn, thì nó có thể là nó sẽ cái chất lượng dữ liệu thì nó có đôi khi nó không được đảm bảo, thì chúng ta cần phải có những cái công đoạn là kiểm tra xem chất lượng dữ liệu nó đến đâu. Rồi trước khi chúng ta mới đến cái công đoạn là chúng ta làm sạch các thứ rồi thì load nó vào tool rồi tạo format nó thành bảng biểu rồi mô hình như thế này. Thì ở đây có cái mô hình nó hơi khác với DS nhá. DS thì nó giống như mô hình kiểu mô hình về toán về xác suất ấy. Còn ở đây mô hình chỉ đơn giản là chúng ta format dữ liệu về dạng bảng đấy, và tạo mối liên hệ giữa nó thôi, giữa các bảng với nhau thôi. Thì nó gọi là cái mô hình dữ liệu mà được nhắc đến trong buổi này. Thì đấy là về dữ liệu. Mình sẽ giới thiệu sơ về cái công cụ mà chúng ta hôm nay chúng ta học nhá, chúng ta gọi là làm quen nhá. Vì cái công cụ này nó sẽ gọi được gọi là Power BI Desktop, tức là các bạn sẽ cần phải tải nó về ở trên máy tính của chúng ta. Thì cái này nó chủ yếu sẽ hỗ trợ cho hệ điều hành Win hoặc là Linux thôi. Còn nếu như các bạn nào dùng Mac thì chúng ta sẽ phải cài song song hệ điều hành Win, bởi vì cái này được phát triển của Microsoft.
thì nó cũng sẽ giống như các cái công cụ khác. Đấy, thì phía trên này nó sẽ gọi là thanh ribbon, là các thanh công cụ. Thì tương tự bao giờ tab home nó cũng sẽ là các cái tính năng mà chúng ta sử dụng nhiều nhất. Đấy, bên cạnh đó các cái tab khác thì nó sẽ là những cái tính năng mà chúng ta có thể sử dụng vào trong cái quá trình mà chúng ta phát triển, xây dựng và phát triển cái giải pháp về phân tích dữ liệu. Ở đây thì mình không hay nói là giải, gọi là xây dựng báo cáo, bởi vì báo cáo nó chỉ là một phần nhỏ trong cái giải pháp thôi. Nó mặc dù nó là output nhưng nó sẽ là cái mà đi sau, trước khi ra được cái output để chúng ta phải làm rất là nhiều cái bước lần trước nữa. Vậy thì chúng ta mình sẽ hay gọi nó là một cái giải pháp. Phía bên tay trái thì nó sẽ có một số cái ký hiệu các bạn sẽ nhìn thấy, ví dụ như là report view này, cái màn rộng lớn này sẽ là để nơi để các bạn kéo thả báo cáo. Có một cái tab data, đấy, thì khi các bạn kích vào chúng ta chọn từng bảng thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái giao diện nó gần giống với Excel như thế này. Đấy, thì nó gọi là về cái dữ liệu. Chúng ta chọn từng bảng để chúng ta sẽ nhìn thấy giống như là ở trên Excel. Đấy, chúng ta hình dung được là ok cái cấu trúc dữ liệu nó sẽ như thế nào. Kiểu vậy. Rồi cái tab thứ ba mà vừa nãy mình cũng có chuyển qua rồi ạ. Cái tab thứ ba này nó có dạng cái hình hierarchy như thế này. Đấy, thì đây gọi là cái tab module view. Thì nó chứa cái thông tin về gọi là mối quan hệ giữa các bảng. Thường thì cái mặc định này, cái view mặc định nó sẽ trông như thế này cơ. Các bạn có bao nhiêu bảng nó sẽ liệt kê hết ở đây chi chít chằng chịt. Module mà càng phức tạp thì càng nhiều bảng thì chúng ta gần như chúng ta không nhìn thấy. Ở đây thì mình có tạo cho hai cái custom view để chúng ta nhìn cho nó dễ. Còn mặc định thì nó chỉ có cái on table thôi. Và nó ở đây thì còn ít bảng thì còn có thể zoom ra có thể nhìn thấy được. Nhưng mà những cái module mà phức tạp nhiều bảng ấy thì chúng ta không nhìn nổi đâu. Power BI thì mới cập nhật một cái tính năng cho phép chúng ta gọi là query, đấy, query dữ liệu. Đấy, thì các bạn có thể chạy câu query này giống như là các bạn sử dụng SQL query ấy, nhưng mà chẳng qua SQL thì chúng ta truy vấn đến các cái hệ cơ sở dữ liệu của cấu trúc, còn ở đây chúng ta truy vấn đến mô hình dữ liệu ở trong Power BI thôi. Về query thì hiểu đơn giản là chúng ta tương tác để chúng ta lấy dữ liệu ra thôi, thì nó gọi là query. Bên phải, tab bên phải nó sẽ có các cái tab, thứ nhất là data thì nó sẽ chứa tất cả các cái thông tin, các cái ở đây mình hay gọi là đối tượng ấy, nó có thể là dạng bảng, có thể là dạng cột, có thể là dạng công thức, thì nó sẽ nằm hết ở trong cái phần data này. Thì chúng ta nhìn thấy về phần visualization ở đây thì chứa tất cả những cái gọi là visual, tức là tất cả những cái bảng biểu này, biểu đồ này, thậm chí là những cái ở đây là cái map, là cái bản đồ ấy, rồi những cái bộ lọc này để phục vụ cho cái việc phân tích. Ở đây thì thậm chí có luôn cả Python visual, tức là các bạn hoàn toàn các bạn học Python, các bạn viết xong các bạn nhúng code vào đây nó sẽ show cho các bạn, có cả A luôn, các bạn viết bằng A cũng được, một cái loại ngôn ngữ thôi, xong chúng ta nhúng code vào đây. Còn ở đây thì chủ yếu là các cái sử dụng những cái biểu đồ chuẩn của Microsoft thôi. Ở đây sẽ có một cái tab filter, nếu mà các bạn học sâu thì sẽ biết là cái tab này nó sẽ dành cho cái việc các bạn add những cái bộ lọc vào, thì nó sẽ có các cái mức độ ảnh hưởng khác nhau. Rồi thì trước khi vào buổi thực hành thì các bạn đã tải hết được file các cái file dữ liệu chưa? À có một bạn hỏi rằng là thông báo là không apply trên được, không tìm thấy. Dataset thì lần trước cũng có gửi ra, lần này thì mọi người có thể tải dataset vào, xong thì chúng ta có thể gọi là ở trong cái tab home này này, đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái phần nó gọi là transform data, các bạn kích vào transform data, nó sẽ có cái data sort setting này, đấy, thì ở đây nó sẽ liệt kê tất cả những cái data sort đó. Sau đó thì ở đây ví dụ như là mình dùng một số cái mình dùng folder này, một số cái mình dùng file lsx là file excel này, đấy, thì khi mà chúng ta kích vào cái phần data sort setting này nó sẽ liệt kê tất cả những cái nguồn dữ liệu mình đang áp dụng. Ở đây thì mình sử dụng chủ yếu là dạng file cho mục đích gọi là mockup cho các bạn thôi. Đấy, còn trong thực tế thì chúng ta sẽ có những cái nguồn mà nó đến từ các cái cơ sở dữ liệu, đến từ các cái ứng dụng và đến từ các cái trang web này. Thì chúng ta thấy thôi. Thì chúng ta có thể ấn vào cái trang trên sọt này, đấy, trên sọt này. Chúng ta kích vào thì nó sẽ hiện ra các cái folder này. Đấy, thì các bạn tải cái dữ liệu mà ban tổ chức gửi ra, gửi cái dataset ra. Đấy, sau đó chúng ta tải ra, chúng ta giải nén. Đó, và chúng ta ấn vào browse vào cái folder chứa dữ liệu đấy. Hoặc là các bạn copy cái đường link vào đây thôi là được. Chúng ta làm lần lượt cho tất cả các file. Đấy, thì cái lúc này cái file dữ liệu nó sẽ nằm ở máy của các bạn và chúng ta có thể ấn refresh. Còn nếu không thì các bạn cứ cắt trên đi giúp mình. Bởi vì cái dữ liệu mình đã load ở đây rồi. Mình đã load ở đây rồi. Ở đây thì nó có cái cơ chế import, thì cái này chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Nó cũng là một cái kiến thức rất là quan trọng. Đấy, mà chúng ta học về Power BI, học về triển khai giải pháp sử dụng Power BI chúng ta cần phải biết, hoặc là sử dụng các cái BI tool thì chúng ta cần phải biết về những cái kiến thức đó. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thực hành nha. Rồi, mình sẽ tiến hành thực hành này. Rồi, để tạo ra một cái trang báo cáo và mình sẽ mở lại cái file mà mình đã gửi cho các bạn ra đi. Thì có một cái file module này, nó chứa sẵn cái module rồi. Thì mình sẽ dựa trên cái file này thì mình làm thôi. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái nội dung chính trước, còn những cái ví dụ như là tiêu đề này, rồi mấy cái trang trí này chúng ta sẽ làm sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm về cái chỉ số, cái biểu đồ về cơ cấu lợi nhuận trước thuế chẳng hạn. Ở đây là mình sâu ra lát 12 măng, tức là lát trong vòng 12 tháng gần nhất. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này thôi. Mấy cái button hay tuple này chúng ta sẽ để sau. Thế chúng ta sẽ có cái biểu đồ này. Đấy, thì khi mà các bạn click vào một cái biểu đồ nào đấy có sẵn, đấy, ví dụ như các bạn nhận file mà có sẵn cái rồi thì các bạn sẽ thấy này, mình click vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở phía bên tay phải của mình nhận cái tab visualization này, cái biểu đồ mà stack column chart này nó được highlight bởi cái vòng, bởi cái hình vuông và sáng xám như thế này. Nếu mình trỏ ra ngoài này thì các bạn thấy nó không highlight nữa. Đấy, thể hiện rằng ở đây mình đang sử dụng cái biểu đồ gọi là stack column chart. Thì một số cái gọi là cái thuộc tính của cái biểu đồ này, thứ nhất nó sẽ có trục x này. Đấy, trục x ở đây mình đang sử dụng cái cột Mannier trong cái bảng index hidden. Nó sẽ có cái trục y của mình, nó là một cái chỉ số. Chỉ số này nó gọi là lợi nhuận trước thuế. Ở đây mình muốn nó tách ra là ok cái phần màu xanh và cái phần màu vàng này, thì mình sẽ kéo một cái gọi là account name vào trong phần
phần legend này. Thì legend này nó sẽ giúp cái cột của mình nó sẽ chia ra thành các cái phần nhỏ, nó gọi là stack là như vậy ạ. Thì đấy là sơ lược về cái biểu đồ này. Vậy thì bước 1 là chúng ta sẽ cần phải tạo ra một cái chỉ số đặt tên là lợi nhuận trước thuế. Thì chúng ta sẽ đi sơ qua về cái dữ liệu của mình nha. Mình sẽ đi sơ qua về cái dữ liệu của mình này. Ở đây thì mình sẽ có một cái bảng gọi là income statement. Thì mình đã xử lý rồi, thì ở đây nó sẽ có ba cái trường thông tin chính thôi. Đó là về thời gian, period, về value tức là cái giá trị. Đấy, và một tháng các bạn nhìn thấy có rất là nhiều cái dòng khác nhau đúng không? Lý do là vì nó có các ID này. Đấy, và ID này nó chính là các cái account ấy. Ví dụ dòng đầu tiên nó là doanh thu thuần, dòng thứ hai nó có thể là giảm trừ doanh thu vân vân, cứ như vậy. Và cái ID này mình muốn biết là 010203 này nó sẽ là cái gì thì chúng ta sẽ vào cái bảng in ở cao này. Ví dụ 01 là doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ này, 02 là giảm trừ doanh thu này, 03 là doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ này, vân vân. Đấy thì là về cái account ID, và hai cái bảng này nó sẽ liên kết với nhau thông qua cái cột account ID cốt này. Thì khi mà chúng ta có cái này rồi, đấy thì các bạn sẽ để ý này, bây giờ chúng ta muốn tính lợi nhuận trước thuế đúng không? Đấy, chúng ta sẽ cần lấy ra đúng cái dòng mà lợi nhuận trước thuế thôi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái dòng 17 này, với cái ID là 60 thì nó chính là lợi nhuận trước thuế. Vậy thì chúng ta quay trở lại cái bảng income statement này, cứ cái dòng nào có ID là 60 chúng ta ra được chẳng hạn. Thì đấy là cái gọi là cái business khi mà chúng ta có một cái chỉ số đúng không? Chúng ta tính toán chỉ số. Vậy thì ở đây để tạo ra một cái chỉ số này, mình sẽ vào cái phần income statement này, mình sẽ ấn chuột vào nó nha để nó highlight sáng sáng lên. Trên cái thanh ribbon ấy nó sẽ có các cái option trong cái phần table tool này, chúng ta ấn vào new measure. Các bạn sẽ gõ nha. Còn cái này công thức này rất đơn giản thôi. Basic. Ở đây mình sẽ sử dụng cái hàm tổng kết, hàm aggregate, đó là hàm sum, là hàm tính tổng. Mình sẽ tính tổng value, vừa nãy chúng ta nhớ là có ba cột period, value và ID đúng không? Và account ID thì chúng ta sẽ tính tổng cái cột ID là cái cột giá trị của tiền ấy. Sau đó thì chúng ta sẽ filter. Chúng ta có rất là nhiều dòng đúng không? Lợi nhuận trước thuế chúng ta chỉ tính cái dòng có ID là bao nhiêu thôi, là 60 thôi đúng không? Chúng ta sẽ gõ ID thì nó sẽ gợi ý. Thì ở đây chúng ta sẽ account ID đi. Income statement account ID này bằng 60. Cái này nó là cái tất nhá, thì chúng ta phải để trong nháy kép, không nó không phải là cái số đâu. Khi viết xong một cái measure nào đấy thì các bạn sẽ phải làm cho mình một cái thao tác luôn, đó là format nó, định dạng nó ở dạng số nguyên hay số thập phân, mấy chữ số thập phân các bạn. Thì đây là một cái thao tác mà các bạn cần phải tạo thói quen là mỗi lần chúng ta viết measure chúng ta làm luôn, tránh để chúng ta làm xong thì chúng ta bắt đầu mới quay lại nó sót đấy. Và sau khi chúng ta tạo xong rồi đúng không, chúng ta có thể xem thử bằng cách là chúng ta kéo cái chỉ số này ra, chúng ta xem này, chúng ta đổi dạng nó đi về dạng bảng này, chúng ta sẽ nhìn thấy nó như thế này. Tất nhiên ở đây là mình chưa có đưa nó ra dạng kiểu gọi là ngày tháng năm gì cả đấy, đúng không? Mình sẽ đưa nó về cái month year này chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy là toàn bộ dữ liệu của mình là như vậy, nó hơi xanh xanh đúng không, do cái layout thôi. Thì mình sẽ đổi cái phông chữ cho nó to lên cho các bạn dễ nhìn. Thì đấy là cái sơ sơ về cái mà chúng ta tạo ra một cái chỉ số nó gọi là lợi nhuận trước thuế. Thế bây giờ để mà tạo ra được cái chỉ số mà giống như của mình ấy, mình sẽ cần phải tạo thêm một cái measure nữa, đó là cái chỉ số mà nó chỉ sâu đúng 12 tháng gần nhất thôi. Mình sẽ gọi là chỉ lợi nhuận trước thuế last 12 năm nha. Công thức này thì phần lớn nó chỉ là các công thức cơ bản thôi. Thời gian để mình sẽ giải thích chi tiết cặn kẽ từng hàng một, đấy thì các bạn có thể tìm những cái tài liệu trên trang web của Dataport thì cũng có những cái mô tả này, đấy thì chúng ta chịu khó chúng ta đọc thêm. Nếu mà chúng ta bạn nào các anh chị nào mà chúng ta tham gia buổi trước rồi thì đều có cái phần về lắp 12 măng này. Thì nếu mà chúng ta có cái so sánh nó nhiều ấy, thì chúng ta thấy là cái chỉ số ngày hôm nay nó đơn giản hơn rất là nhiều so với chỉ số ngày hôm trước. Lý do là bởi vì hai cái loại dữ liệu này nó khác nhau. Đấy là cái mà chúng ta cần phải biết, bởi vì cái dữ liệu ngày hôm trước, dữ liệu về balance sheet nó là dữ liệu thời điểm. Tức là mỗi một tháng, mỗi một thời điểm các bạn có một số, và các cái số đấy dữ liệu thời điểm chúng ta không cộng lại với nhau được. Nhưng mà các cái chỉ số trên báo cáo income statement thì đều là các chỉ số có thể cộng được, chúng ta có thể cộng dồn về tháng 1 cộng tháng 2 nó sẽ được doanh số của 2 tháng, ngày ăn đấy tháng 1 cộng tháng 2 tháng 3 được. Ở đây là lợi nhuận thì chúng ta sẽ được lợi nhuận trước thuế của 3 tháng. Đó, thì đó là cái gọi là cái phần nó sẽ khác nhau. Thì đòi hỏi chúng ta cần phải hiểu về dữ liệu thì chúng ta sẽ có những cái công thức nó phù hợp, chúng ta sẽ viết được những công thức nó phù hợp. Rồi thì sau khi mà chúng ta viết xong công thức thì chúng ta sẽ tiến hành gọi là kéo thả. Thì ở đây như lúc nãy mình nói là mình đang sử dụng một cái stack column chart thôi. Mình sẽ để cái stack column chart này. Rồi sau đó thì mình sẽ kéo cái chỉ số mình vừa tạo này, các 12 month này, nhưng mình chưa có format. Đó. Chúng ta đi tạo thói quen luôn nha, kéo ví dụ sau này các bạn thường trong thực tế trong project thì thường mình sẽ có một cái cách tiếp cận nó khác, tức là mình không tạo từng cái cho cái measure này đâu, mà bởi vì là mình bao giờ thế mình sẽ có một cái giai đoạn mà mình lấy requirement mình đã liệt kê hết những cái chỉ số mình cần rồi. Đấy, mình sẽ có từng cái bảng đấy, mô tả rồi. Đấy, sau đó thường là mình sẽ viết một nẻo. Viết xong rồi mình bắt đầu mình mới quay lại mình kéo thả. Đấy, thì tùy từng cái tình huống mà chúng ta sẽ có những cái cách tiếp cận khác nhau. Đấy, mình sẽ kéo cái lợi nhuận trước thuế này vào cái trục Y này. Đấy, sau đó thì ở cái trục X. Trục X này thì mình sẽ kéo ở cái bảng date hidden. Các bạn sổ cái bảng date hidden ra kéo bao nhiêu à? Ở đây thì nó đang chưa có cái về ấy đúng không? Cái về tại sao nó chỉ ra 3 tháng thì chúng ta sẽ cần phải có một cái nữa, đó là cái slicer, cái bộ lọc này. Rồi mình chọn nhầm này. Khi mà các bạn kéo xong cái này nhá, mình chưa khoan format bộ nhá, tí nữa mình sẽ format xong. Mình sẽ chọn ra ngoài, mình sẽ kéo cái slicer này.
mình sẽ chọn cái slicer, mình kéo lần lặp lại. Đấy, sau đó thì mình kéo cái date hoặc là cái măng, cái gì ở trong cái bảng date vào. Cái này mình sẽ kéo ở bảng date nhá. Mình sẽ kéo end of date, end of month vào trong cái slicer này. Đó, thì các bạn kéo xong nó sẽ có cái dạng kiểu như thế này. Đó. Thì sau khi mà các bạn kéo xong đó, thì chúng ta có thể format nhé. Tất cả những cái format nó sẽ nằm ở cái tab trong cái phần visualization này. Nó sẽ có một cái hình cái bút này, đó, các bạn thấy không? Thì nó sẽ là format do visual. Đó, các bạn dùng nó ra. Tất cả những cái nằm ở đây là các bạn có thể làm được. Còn nếu nó không nằm ở đây thì nó không phải tính năng của BI. Đó, thì nó là hạn chế các bạn không làm được kiểu vậy. Thì các bạn sẽ vào phần slicer setting này. Đó, mình thấy để như thế này nó hơi khó nhìn chẳng hạn. Thì mình sẽ trong cái phần slicer setting này có option, các bạn chọn ra. Mình sẽ chọn nó thành drop down đi. Mình sổ nó ra, phải nó theo cái dạng ngày cuối tháng như thế này rồi. Rồi ở đây mình có thể bật gọi là single selection lên, đấy, tức là mỗi lần mình chỉ cho mọi người chọn một ngày thôi, không được chọn hơn chẳng hạn. Thì đấy là cái quy ước của mình nhá. Tất nhiên cái dữ liệu này các bạn có thể chọn hơn cũng được, không vấn đề. Vì sau khi mình bật single lên nó sẽ chọn cho mình bất kỳ một ngày nào đấy. Đấy, thì mình sẽ sort cái này nhá. Đấy, do nó đang xếp 2017 mình cứ cuộn này bất tiện lắm. Đấy, thì khi mà chúng ta làm báo cáo có những cái nhỏ nhỏ này thôi thì chúng ta cố gắng chúng ta để ý để cho cái báo cáo của mình nó thân thiện với người sử dụng hơn, nhiều người sẽ sử dụng hơn. Thì nó các bạn sẽ click vào cái dấu ba chấm này này, đấy, more option, chúng ta sort nó đi. Ở đây nó đang sort ascending thì chúng ta sort descending. Chúng ta sort nó từ cao từ cái ngày gần nhất cho đến ngày xa nhất. Đấy, dữ liệu mình dummy ra nó chỉ đến 2022 thôi. Đấy, mình sẽ chọn ngày 31 tháng 1 năm 2022 kiểu vậy. Mình sẽ xem lại cái account nha, hình như có vẻ không đúng. Cái account ID 60 lợi nhuận, 60 là lợi nhuận sau rồi, lợi nhuận trước thuế như là 50. À, mình viết nhầm nên vì sao mình thấy cái biểu đồ của mình trông nó không giống. Thì chúng ta quay lại ở cái phần công thức vừa nãy, lợi nhuận trước thuế này, các bạn sửa lại giúp mình là 50 nha. Account ID là phải 50 thôi, tại do mình nhìn nhầm dòng. Dòng 50 mới là lợi nhuận trước thuế. Đấy, thì mình chỉnh xong thì số nó sẽ như thế này. Thì bây giờ sau khi mà mình chỉnh xong cái slicer end of month này rồi này, thì chúng ta sẽ ở đây mình thấy là end of month mình không có thích cái chỗ này, mình chỉ muốn nó hiện là chữ date thôi. Thì chúng ta sẽ có một cách, đó là các bạn sẽ kích vào nó này, thì trong cái tab visualization ở phần fill nó sẽ hiện end of month, các bạn hoàn toàn có thể đổi tên ở đây. Đấy, các bạn kích đúp chuột vào nó. Đấy, giống như là các cái thao tác đổi tên trong Excel trong Word thôi. Các bạn đổi tên file cũng y hệt như vậy. Thì sau khi các bạn đổi xong thì các bạn có thể format thêm một số cái các cái thao tác khác nữa. Thì những cái format này thì để mà thành thạo thì chúng ta chỉ có một cách thôi, là các bạn sẽ phải thực hành, không có cách nào chúng ta đi tắt đón đồng nó nhanh đâu. Chúng ta muốn thành thạo thì chúng ta phải thực hành. Đấy, các bạn có thể chỉnh phông chữ, màu chữ, cỡ chữ, tất cả những cái thứ đó nó đều nằm trong cái phần format do visual này. Đấy, các bạn sẽ có thể chỉnh một số cái cho nó giống cách của mình chẳng hạn. Màu chữ, phông chữ, cỡ chữ, rồi tiêu đề, rồi những cái biểu tượng, những cái ký hiệu gì đấy, rồi kéo to kéo nhỏ cái biểu đồ này. Thì tạm thời chúng ta tạo ra một cái date như vậy đã, cái slicer date, và quay trở lại với cái chart của mình. Đấy, thì cái chart của mình hiện tại nó đang cũng rất là chưa thân thiện đúng không, rất là xấu chẳng hạn. Thì các bạn chúng ta có thể kéo to kéo nhỏ tùy theo cái mong muốn của chúng ta. Sau đó thì tất cả những cái format nó sẽ đều nằm trong cái phần format do visual này, bao gồm từ trục y này, giả sử như là các bạn cứ thực hành thôi nhá, để chúng ta hình dung được là ok mỗi một cái ở trên này nó tính năng nó áp dụng vào cái dữ liệu của mình như thế nào. Ví dụ như mình tắt cái trục trục x thì hơi khó nhìn, cái trục y chẳng hạn mình tắt đi, thì các bạn nhìn thấy là cái trục y này giá trị -100 -50 thì không là nó mất tiêu luôn đúng không? Thì các bạn có thể tắt bớt nó đi. Hoặc là trong cái phần này các bạn nhìn thấy nó màu xanh xanh rất là khó nhìn đúng không? Rất là khó chịu. Hoặc là có những cái đường kẻ ngang này, nó sẽ gọi là grid line. À, thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái option grid line đây, nó đang bật lên đúng không? Horizontal này, các bạn off nó đi. À, là nó mất cái đường grid line rồi. À, sau đó chúng ta tìm đến cái background đúng không? Background thì nó nằm trong general. Ví dụ cái chart nào, cái video nào nó cũng nằm trong general nhá. Có một cái phần gọi là effect. À, chúng ta kích vào effect này, tắt cái background đi, à, cho nó trở lại cái màu trắng của chúng ta. Thì đấy là cái một số cái chúng ta làm cho cái biểu đồ nó trông đẹp đẹp hơn xíu rồi đúng không? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có một cái là bây giờ cái của mình nó hiện được cái số ở đây là bao nhiêu đúng không? Thì các bạn sẽ vào phần data label này, các bạn bật lên. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được là ok các cái con số ở đây. Trong cái data label này nó sẽ có một số cái option, ví dụ như là các bạn có thể chỉnh màu chữ này, các bạn không thích màu đen, các bạn thích màu xanh thì các bạn đổi thành màu xanh này. Hoặc là nó có chữ fx này là các bạn có thể áp dụng những cái rule mà các bạn định ra, ví dụ như âm các bạn để màu đỏ chẳng hạn thì hoàn toàn được. Nhưng mà nó là tính năng, những cái tính năng nâng cao rồi, fan rồi. Rồi thì sau khi giả sử các bạn tạo ra được một cái biểu đồ như thế này rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cần có một cái nữa cho nó. Ở đây là mình muốn là mình thể hiện cái lợi nhuận này, nhưng mà nó sẽ theo từng cái cấu phần cơ. Ví dụ như là lợi nhuận của cái phần bán hàng và cung cấp dịch vụ kiểu vậy đúng không? Đấy, thì để mà làm như vậy thì hôm nay mình có phân tích cho các bạn ấy, là trong cái phần legend này mình sẽ kéo một cái account đúng không? Account name trong cái bảng account ID này, các bạn kích vào. Rồi của bạn Dương Kiên ba cột là bởi vì bạn thiếu cái slicer date, bạn tạo thêm cái slicer date là nó sẽ ra giống của mình. Gì đó. Thì về cơ bản ấy, khi mà các bạn kéo vào các bạn nhìn cái dòng 50 của mình này, 50 đúng không? Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. Đấy, thường thì nó sẽ bằng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này, lợi nhuận từ cái hoạt động khác chẳng hạn. Đấy, thường nó sẽ gồm hai cái nhóm như vậy. Mình sẽ xem lại xem tại sao nó đang không lên. À rồi, do cái công thức của mình. Do cái công thức hiện tại mình đang viết nó hơi khác một xíu so với cái bên này.
Đấy, mình phải đổi lại một xíu. Đó, là mình muốn thể hiện như vậy. Mặc dù cùng là cái công thức đấy, nhưng mà thay vì mình viết bằng 50 thì các bạn phải viết bằng 30 cộng 40. Đấy, thì khi mình kéo cái account ID của mình, account name của mình ra nha. Đó. Đấy là những cái này. Trong thực tế khi các bạn làm, chúng ta gặp là điều bình thường nha. Đấy, các bạn sửa lại công thức này. Đấy, thực ra các bạn lát nữa cũng vẫn thấy số như vậy thôi. Đấy, nhưng mà nó sẽ stack được cho chúng ta thành hai cái. Đấy, thay vì chúng ta viết một cái cục tổng đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ viết bằng hai cái con cộng lại. Đấy, thì nó sẽ ra được cho chúng ta. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể gọi là cái công thức của mình. Mỗi khi chúng ta thấy ok, tại sao chúng ta viết ra mà nó không hoạt động giống như chúng ta mong muốn, đấy, thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân là tại sao. Đấy, rồi sau khi mà chúng ta thấy là nó ra thành hai cái phần rồi đúng không? Đó, thì chúng ta đang nhìn không biết màu xanh này là cái gì và màu xanh kia là cái gì đúng không? Thì chúng ta lại về phần này, chúng ta bật cái legend lên. Đó, rồi chúng ta có thể chỉnh màu các cái phần này. Đấy, trong cái phần column này, đấy, chúng ta chọn từng cái chuỗi một, chúng ta chỉnh thành hai cái màu nó khác nhau đi chẳng hạn. Thì cái này, cái màu này thì là các bạn có thể chỉnh tùy ý nhá, không nhất thiết là phải chỉnh theo cái giống như ở trong cái phần này của mình đâu. Ở đây thì mình chỉ muốn nói một cái là ví dụ các bạn tìm trên mạng được một cái mã màu, mã hexcode ở đây, giả sử như là mình sẽ lấy luôn cái mã của mình đi chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng tương ứng các bạn tìm trên mạng, các bạn sẽ biết được một cái mã hexcode này, các bạn click ra này, chọn vào more color, chúng ta nhìn thấy một cái mã gồm 6 chữ này đúng không? Chúng ta ấn Ctrl C. Các bạn copy cái hexcode đấy và vào cái phần của mình, chúng ta paste vào thôi. Thì tương tự các bạn có thể làm bằng cách là các bạn lên trên mạng, các bạn kiếm một cái mã màu nào đấy xong thì các bạn thấy nó đẹp chẳng hạn hoặc nó hợp với cái phong cách của công ty các bạn chẳng hạn thì chúng ta kéo nó vào thôi. Rồi sau khi các bạn kéo xong thì các bạn thấy là ok, cái màu này, cái label này tối quá chẳng hạn thì các bạn chỉnh lại. Thì cái đấy là tùy theo cái thị hiếu của chúng ta thôi. Thì các bạn chỉnh lại cho nó dễ nhìn là được. Rồi, thì khi mà các bạn hiện hết label đi rồi thì mình thường có xu hướng là mình sẽ tắt cái chữ y này đi để cho cái biểu đồ của mình nó rộng hơn, nó giãn rộng ra. Thì mình vào cái chữ y này, có cái phần value này mình tắt nó đi. Đó, vì mình đã biết là từng cái cột này có giá trị là bao nhiêu rồi. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm. Tương tự các bạn có thể làm đổi tên, title đúng không? Lợi nhuận trước thuế 12 tháng này thì các bạn có thể đổi nó lại vào cái phần title này, gõ lại là lợi nhuận gì đó. Thuế. Các bạn đổi sao cho nó dễ hiểu là được. Đổi lại cái phông chữ rồi màu chữ rồi cỡ chữ và tất cả nó đều nằm trong cái phần format visual này. Đấy, rồi cái mấy cái chữ nhỏ nhỏ này nó nằm ở trong subtitle. Thì chúng ta có thể đi vào theo tháng chẳng hạn. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể làm. Tất nhiên là chúng ta có thể làm cơ bản đã. Đấy, mình có thể gửi cho các bạn cái hình này để các bạn về chúng ta thực hành thêm, bởi vì mình có thêm một số cái event nữa, ví dụ như là cái toggle ở đây này. Đấy, mình kích vào cái thì nó sẽ chuyển sang cái view doanh thu này, thay vì là mình xem theo lợi nhuận đúng không? Cái này nó gọi là toggle. Hoặc là cái chọn 12 tháng các thứ này nó rất là advanced, thậm chí là cái đơn vị này, tỷ đồng với triệu đồng này. Đấy, thì đấy nó rất là advanced. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cơ bản trước, cái basic trước để các bạn hình dung ra cái cách làm. Thế còn những cái thêm thắt cho cái biểu đồ của mình gọi là gì nhỉ? Nó trông nó gọi là sau này mọi người có cái tương tác ấy, thì chúng ta sẽ có thể làm sao. Bởi vì về cơ bản khi mà các bạn làm nhá, đối với quan điểm nếu như các bạn làm báo cáo cho các cấp quản lý, đặc biệt là quản lý cấp cao, thì các bạn gọi là cứ sâu hết ra, thường thì các sếp thì cũng không có nhiều thời gian để mà vào gọi là tương tác cái báo cáo này đâu. Đấy, thì chúng ta cứ gọi là chúng ta cứ làm basic như cái mà mình vừa làm cho các bạn là cũng đủ dùng rồi. Đấy, chỉ chẳng qua là chúng ta chỉnh đồng nhất cho cỡ chữ màu chữ thôi. Đấy, thì chúng ta được cái biểu đồ đầu tiên là cái biểu đồ mà chúng ta thấy nó biến động theo từng tháng. Đấy, đây là cái lợi nhuận đúng không? Lợi nhuận có thể là âm với dương gì đấy. Đấy, âm thì là bị lỗ đấy, dương thì là chúng ta có lãi. Đây là cái biểu đồ đầu tiên. Đến cái biểu đồ thứ hai này, biểu đồ thứ hai là một cái biểu đồ nó gọi là funnel. Các bạn nhìn này, mình kích vào thì nó sẽ thể hiện cái funnel. Thì cái biểu đồ funnel này sẽ được ứng dụng trong cái trường hợp mà các bạn muốn xem là chúng ta có một cái số tổng, ở đây là tổng doanh số. Đấy, sau đó thì các cái thành phần con này nó sẽ nằm trong cái phần doanh số đó. Và nó sẽ có cái cuối cùng, nó chính là cái mà còn lại của chúng ta, chính là lợi nhuận đúng không? Sau khi tổng doanh số trừ đi hết các loại chi phí thì nó chính là lợi nhuận. Đấy, thì cái biểu đồ funnel này nó rất là hợp trong cái việc mà chúng ta làm cái phân tích về cái xem là những cái gọi là những cái chi phí và đóng góp như thế nào nó chiếm cái tỷ trọng như nào cho cái doanh thu này, hay còn lại lợi nhuận. Ở đây thì các bạn có thể có câu hỏi là thế thì dương thì nó để 45% và âm thì sao đúng không? Mình thử chọn một cái tháng âm đi chẳng hạn. Mình chọn tháng 12 luôn, tháng 12 năm 21. Đó, thì khi mà nó về âm ấy thì nó không thể hiện cái phần trăm. Đấy, như vậy rất là đúng ý của mình đúng không? Chúng ta không thể lấy cái âm 45 này chia cho 50 để ra tỷ trọng được đâu nha. Đấy, khi mà đã có số âm ấy, không tính được tỷ trọng đâu. Đấy, thì cái biểu đồ này rất là hợp lý đúng không? Đấy, thì chúng ta quay trở lại thôi. Đấy, để mà làm ra được cái biểu đồ này này thì về cơ bản các bạn sẽ thấy nó rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có các cái chỉ số, ví dụ tổng doanh số này, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, tóm lại là các cái chỉ số liên quan. Từ tổng doanh số đến các loại chi phí và đến lợi nhuận trước thuế thì chúng ta vừa tạo rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo các cái chỉ số tương tự thôi. Tổng doanh số này, tổng doanh số thì ở đây nó chính là bằng cái 01 của chúng ta đấy, 01 hoặc là chúng ta lấy cái 10 đi, là sau khi nó trừ đi cái giảm trừ rồi. Đấy, các cái loại chi phí giá vốn hàng bán, đấy thì chúng ta tương tự thôi. Các bạn có thể giống là ok, vậy thì giá vốn hàng bán nó sẽ bao gồm là cái ID 11 đúng không, chi phí tài chính ID là 22, chi phí bán hàng là 24, vân vân. Đó, thì cách viết y hệt như cái lợi nhuận trước thuế thôi, nó chỉ đổi cái ID đi thôi. Đấy, thì chúng ta có thể sẽ làm thêm, mình sẽ làm mẫu thêm một cái nữa, ví dụ vào cái phần income statement này để tạo ra một cái measure. Thì các bạn có thể kích trên cái thanh ribbon, mình hay gọi là ribbon hoặc là thanh công cụ này. Đấy, thì chúng ta kích vào new measure này, chúng ta viết tổng doanh thu chẳng hạn. Tổng doanh thu ở đây mình viết tiếng Việt thôi cho nó gần gũi với chúng ta. Thì các bạn làm tương tự thôi. Đầu tiên chúng ta cũng xăm cái cột value, xăm cột tiền của cái bảng income statement. Đó, sau đó chúng ta sẽ filter, chúng ta chỉ lấy ra những cái dòng nào mà có cái ID. Đấy, income statement ID này. Đấy, vừa nãy mình nói là bằng 10 đúng không, kiểu vậy thôi. Chúng ta sẽ được cái cột tổng doanh thu. Đấy,
nhớ format nhé. Chúng ta sẽ tạo một cái thói quen làm việc với format à. Các bạn chúng ta làm tương tự, mình sẽ gửi cho các bạn các cái công thức luôn. Sau khi mà chúng ta tạo xong các cái measure rồi thì đến bước chúng ta tạo báo cáo thì cũng tương tự như vừa nãy thôi. Chúng ta tích vào cái dạng biểu đồ mà chúng ta mong muốn thể hiện. Ở đây là mình sẽ thể hiện cái này. Lát nữa thì mình có thể chỉnh cái to nhỏ sau nha, để không quan trọng. Rồi sau đó thì ở trong cái phần visualization này, trong phần value các bạn kéo lần lượt thôi, bắt đầu từ tổng doanh số này. Đấy, xong đến các cái loại chi phí mà mình sắp xếp ở đây thì mình đang sắp xếp là xong đến giá vốn hàng bán này. Đấy, xong đến chi phí tài chính này, xong rồi chi phí bán hàng này. Xong đến chi phí quản lý doanh nghiệp này, rồi đến chi phí khác và cuối cùng nó mới sẽ đến lợi cái lợi nhuận trước thuế. Đấy, thì tất nhiên là các bạn có thể kéo thêm thuế các thứ vào nữa thì cái đấy là tùy. Chúng ta viết thêm. Thì chúng ta cứ giống cái ID này, nó là cái nào thì chúng ta chọn cái đấy thôi. Đấy, thì chúng ta có thể chỉnh những cái format cho nó đẹp hơn chẳng hạn, ví dụ như là background giống như vừa nãy mình bảo, nó vẫn chằm trong general thôi, tức là effect tắt cái background đi cho nó về cái lại cái màu trắng cho nó dễ nhìn đúng không. Rồi mỗi cái bar này các bạn chỉnh màu khác nhau đi cũng được. Đấy, thì nó sẽ nằm trong cái phần color này. Đấy, thì chúng ta bật show all lên, nó sẽ hiện tất cả các cái này cho chúng ta. Đấy, thì ví dụ tổng doanh số mình chỉnh thành một cái màu khác hẳn đi. Đấy, lợi nhuận trước thuế thì mình để một cái màu khác đi chẳng hạn. Đó. Còn ba cái còn lại mình cứ để màu mặc định. Đấy, thì các bạn chúng ta có thời gian thì các bạn chúng ta có thể chỉnh những cái này cho nó đẹp. Rồi về phần chúng ta chỉnh tên đi, chúng ta để như này rất là khó nhìn đúng không? Đấy, không phải khó nhìn đâu mà nó không thân thiện đúng không? Tổng doanh số rồi phải chi phí các kiểu rất là khó. Thì ở đây các bạn có thể đặt nó thành gì? Lợi nhuận trước thuế giống như cái báo cáo của mình theo cấu phần doanh thu chi phí gì đấy. Đấy, thì các bạn có thể đặt chỉnh nó lại. Đấy, mình đổi cái cỡ chữ nó đi cho nó giống đồng nhất với trên là mình đang để 12. Cái subtitle thì mình có thể off đi. Đấy, hoặc là các bạn gõ là thành gì? Tại cái thời điểm tháng báo cáo. Đấy, thì đây là cái chúng ta có thể hoàn thành cái báo cáo số 2 rồi. Thì cái báo cáo này nhìn nó cũng rất là trực quan đúng không? Thì chúng ta biết được rằng là nó cái thông tin từng cái tổng doanh số như này, các cái loại chi phí là bao nhiêu, rồi cuối cùng còn lại lợi nhuận là bao nhiêu. Đó. Thì nó là tại cái thời điểm tháng 1 năm 22 này. Rồi, cái thứ ba là chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng gọi là kết quả kinh doanh chi tiết. Đó. Thì cái này mình sẽ sử dụng cái dạng bảng bình thường thôi. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái dạng bảng này. Đó. Thì các bạn có thể để chờ sẵn ở đây cũng được. Đấy, ta chờ sẵn ở đây cũng được. Đó. Sau đó thì ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái measure khác để nó thể hiện cho tất cả những cái báo cáo này. Đó. Mình sẽ đặt tên nó là income statement value chẳng hạn, hay là bất kỳ cái gì đó. Ở đây thì mình sẽ không filter nữa, bởi vì mục tiêu của mình là mình sẽ thể hiện ra nó từng dòng luôn, nên mình không có filter nó dòng nào hết, dòng nào mình cũng muốn sâu, nên mình sẽ chỉ biết cái hàng xong như thế này thôi. Đấy, thì các bạn sẽ lại tạo ra một cái measure giống như thế vậy. Ngôn ngữ thì nó cũng sẽ có cái nhằm tắc luôn, nó cũng sẽ có cái của riêng nó nha. Cái nào thì nó cũng sẽ có cái để nó viết cái công thức thôi. À. Thì sau khi tạo xong thì các bạn kéo thả bình thường thôi. Đấy. Để mà giống được của mình thì nó sẽ có cái phần account name này. Đấy, các bạn kéo ra là các bạn thấy đúng không? Nó đã viết sẵn là 1, 2, 3, 4 đây rồi, mình đã thiết kế sẵn rồi. Đấy, xong các bạn kéo cái measure các bạn vừa tạo ra thôi. Đó thì đây chính là cái cục kỳ báo cáo. Các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái cục kỳ trước chẳng hạn để chúng ta so sánh. Ở đây thì mình sẽ tương tự mình sẽ chỉnh lại cái effect này đi. Nó đi. Đấy, effect thì nó sẽ vẫn còn như thế này, thì nó sẽ nằm ở trong cái phần value này. Nó có mấy cái background này, các bạn tắt hết nó đi. Chúng ta chỉnh một hồi là chúng ta sẽ quen rồi. Xong vào cái phần title này. Đấy, mình có thể bật lên là kết quả kinh doanh chi tiết này. Kết quả kinh doanh cái chi tiết này mình sẽ để nó xuống cái phần subtitle đi cho nó dễ. Đó. Mình sẽ tăng cái cỡ chữ của nó lên. Để cho nó thân thiện hơn cái account name này thì mình có thể đổi tên giống như vừa nãy mình vừa làm đối với cái phần phần end update này. Đấy. Mình sẽ kích đúp chuột vào cái chữ account name này, gõ chữ chỉ tiêu vào. Rồi cái income statement measure này mình sẽ đổi tên nó đi thành số của kỳ này chẳng hạn. Thì đấy là cái cách mà mình sẽ tạo ra một cái báo cáo. Các bạn có thể chỉnh cho cái column header trong màu mè nó đẹp nữa chẳng hạn. Đấy, thì tùy chúng ta thôi nha. Rồi, ở đây thì trong cái báo cáo này của mình nó có thể nó sẽ có cái gọi là trong cái báo cáo mà mình design sẵn á, thì cái chỉ số nó có thể phức tạp hơn một xíu. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tính cái kỳ trước là cái last month. Đó. Thì các bạn sẽ tạo giúp mình cái chỉ số, một cái chỉ số mình sẽ đặt tên nó là last month cho nó đơn giản thôi. Mục đích của mình là để các bạn thao tác thôi. Mình sẽ sử dụng cái calculate lên chính cái hàm đấy. Mình sẽ gửi cho các bạn cái công thức. Mình tính ngay tháng trước thôi, mình chỉ cần so sánh với tháng trước thôi. Không phải phức tạp như cái trên cái báo cáo của mình là mình chọn được nó so sánh với từng cái kỳ mà mình chọn. Cái đấy thì khi các bạn thành thạo rồi thì các bạn có thể thực hành thêm được cái đó. Thì sau khi các bạn tạo xong thì các bạn kéo nó vào thôi. Nó so sánh cái này nó sẽ là kỳ trước. Các bạn gõ lại thôi, làm y hệt không khác gì cả. Còn variance thì mình sẽ tạo ra một cái measure, mình trừ hai cái cho nhau là được, nó sẽ ra variance thôi. Đây thì mình không có tính tăng trưởng, lý do là bởi vì nó có những cái chỉ số nó bị âm bị dương này, tính tăng trưởng rất là khó. Mình chỉ tính variance là số tuyệt đối thôi. Thì sau khi mình tính xong như vậy thì mình có thể gõ cái này thành variance. Mình đổi tên nó đi cho nó ngắn chẳng hạn. Và các bạn để danh từ cũng được, hoặc là chênh lệch đi, dùng tiếng Việt đi cho nó dễ.
Bởi vì khi mà thường thì chúng ta nhìn đến tiền tỷ rồi, tiền nghìn tỷ này, trăm tỷ này, mà chúng ta nhìn nhìn gọi là gì nhỉ, nhìn đến số thập phân thì nó cũng không để làm gì cả. Đấy, một vài phần đồng không có ý nghĩa nhiều đó. Thì đấy là cái gọi là ví dụ để các bạn có thể hình dung ra việc là các bạn tạo ra cái báo cáo như thế nào. Đấy, sau đó thì các bạn có thể add thêm logo của công ty mình này, rồi tạo thêm những cái header, nó chỉ là cái text thôi. Đấy, thì chúng ta tạo thêm những cái header là ok, cái trang này nó tên là báo cáo kết quả kinh doanh chẳng hạn. Mình sẽ add thêm cái text này, text box giống như trong PowerPoint thôi. Đấy, chúng ta gõ lại thôi, kết quả kinh doanh chẳng hạn, báo cáo kết quả kinh doanh. Xong chúng ta format nó như bình thường. Đấy, mình sẽ đổi cỡ chữ nào to lên. Đấy, mình có thể đổi màu chữ các kiểu. Đấy, thì cái đấy là tùy chúng ta thôi. Đấy là ví dụ cơ bản để chúng ta xây dựng lên một cái báo cáo khá là trực quan và đầy đủ thông tin để chúng ta nhìn overview. Đấy là cái cách mà chúng ta tạo ra. Đấy, nếu có thời gian thì chúng ta có thể tìm thêm một số những cái tính năng mà các bạn thấy rằng là ok, nó hay, nó đẹp cho cái báo cáo này của mình. Còn theo như cá nhân mình thấy thì khi mà các cấp quản lý vào xem ấy, thì từng đây các bạn show ra là đã đủ để mọi người nhìn thấy các tính này rồi. Thế còn những cái tính năng khác mà chúng ta thiết kế, ví dụ giống như nãy mình bấm một cái toggle chẳng hạn, hay là những cái chọn chọn, thì sẽ dành cho các cái bạn cấp quản lý cấp trung hoặc là những bạn vận hành. Đấy, mọi người có nhiều thời gian hơn thì chúng ta sẽ gọi là lựa chọn, chúng ta thao tác những cái như vậy thì chúng ta có thể tìm ra những cái hay. Đấy, thì khi mà chúng ta tìm ra những cái hay rồi thì nếu mà các bạn muốn trình bày những cái đấy cho các quản lý, đặc biệt là quản lý cấp cao, thì chúng ta sẽ đưa nó ra. Tại vì nhiều khi các sếp thì về hạn chế, chủ yếu là hạn chế về thời gian thôi, mọi người sẽ không có nhiều thời gian để mà cứ phải vào từng cái đấy rồi bấm chọn cái nọ cái kia để xem. Tất nhiên những cái tính năng thì rất là hữu ích, nhưng mà phải có thời gian cơ. Đấy là sơ lược một số cái về cái phần phần tạo báo cáo trên này. Vậy thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần Q&A, hoặc là một số những cái thông tin thêm nếu mà các bạn có quan tâm đến những cái service, có thể là khóa học hoặc là cái service về phần tư vấn giải pháp, thì có thể liên hệ với ban tổ chức. Các bạn có thể hỏi ngoài câu chuyện làm báo cáo ra này, thì có thể hỏi về kể cả DE hay là gì đó thì mình cũng có thể hỏi được. Tu vừa nãy các bạn hỏi về tắc lu thì có bên ban tổ chức có trả lời rồi. Thì về cơ bản thì đúng là tu nào nó cũng sẽ có ưu nhược điểm mà. Thì chúng ta ở thời điểm bắt đầu các bạn cứ chọn cho mình một cái tool thôi, các bạn cứ thành thạo nó, thì sau này các bạn chuyển sang cái tool khác thì nó cũng không có phức tạp quá. Thì có một số cái tiêu chí để các bạn có thể chọn cái tool ở thời điểm bắt đầu. Thứ nhất là về chi phí, nếu mà các bạn là doanh nghiệp thì cân nhắc về yếu tố về chi phí, cái nào rẻ thì rẻ nhất mà nó đáp ứng nhu cầu thì mình dùng thôi. Thứ hai nữa là nếu mà các bạn là cá nhân các bạn thực hành thì cái tool nào miễn phí. Mình sẽ tóm lại là nó đều có những cái tiêu chí, và nếu mà cái tool nào nó đáp ứng nhiều tiêu chí của mình nhất còn thì mình chọn, còn nó đáp ứng 100% thì cái đấy thì mình cũng không chắc nhá. Bạn Đức Hải có hỏi như nào đủ tốt thì thứ nhất là ở thời điểm nếu các bạn làm cái mô hình đấy nó đủ tốt thì là cái công thức cách của các bạn đơn giản. Cái tiêu chí thứ hai đó là khi mà các bạn mở rộng mô hình, tức là bây giờ các bạn đang làm, thường thì một dự án không thể nào các bạn làm hết tất cả các function cùng một lúc đâu, các bạn chỉ làm một hai function thôi một lúc thôi. Đấy là ở đến những cái phase tiếp theo, những cái giai đoạn tiếp theo các bạn mở rộng nó ra, các bạn ép thêm dữ liệu vào thì các bạn ép bình thường không vấn đề gì, thì đó là một mô hình tốt. Sẽ có những cái nguyên tắc để chúng ta biết là tại sao nó để nó tốt, thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái nguyên tắc đó. Hiện tại thì cái hình thức đào tạo thì có cả on và offline nhá. Tuy nhiên thì nếu mà được thì chúng ta ưu tiên có thể học off cũng được. Còn on bất khả kháng thì chúng ta có thể học on, tại vì thực ra nếu mà chúng ta tìm đến cái những cái lớp bên ngoài ấy, thì theo kinh nghiệm cá nhân mình thôi nha, cái này thì mình chia sẻ thêm thôi. Thì ngoài câu chuyện là chúng ta học kiến thức thì có thể là chúng ta làm quen với mọi người nữa. Để chúng ta biết là ok bây giờ ngoài kia thì thị trường như thế nào, rồi biết đâu là chúng ta có một cái cơ hội mới thì sao, kiểu vậy. Chia sẻ cái project cho nhà tuyển dụng thì có nhiều cách, thường thì mình có thể export ra PDF rồi mình up lên cũng được. Hoặc là mình cái việc các bạn làm xong thì các bạn có thể làm thành một cái file PowerPoint, các bạn có thể capture một vài những cái hình ảnh nổi bật của cái báo cáo của mình lên thôi, và cộng với giải thích. Đấy, thì theo như mình thì cái đấy thì cũng cũng cái ok, PowerPoint hoặc là PDF nhé. Đấy, xong rồi các bạn phân loại nó ra, ok báo cáo này về cái gì, báo cáo kia là về cái gì. Quan trọng là khi mà các bạn làm project á, không phải là các bạn thực hiện những cái thao tác nó khó đến đâu mà các bạn sẽ phải giải thích được tại sao các bạn làm vậy, thì kể cả đi làm cũng vậy thôi, tại sao mình làm được, mình giải thích được là tại sao mình làm như vậy. Enterprise Data Warehouse thì thực ra thì nó cũng rất là đâu, Enterprise nó rất là lớn. Đấy, thì mình cũng cũng cần phải có, nó sẽ cũng sẽ có những cái nguyên tắc đấy, để mình có thể gọi là thiết kế được một cái hệ thống đủ tốt. Đấy, tức là để ví dụ như là nó cover được những cái, nó phát hiện được những cái làm sai làm sót của master data này, rồi nó tính toán đúng những cái chỉ số của user này, cập nhật kịp thời này. Đấy, nó sẽ có một số tiêu chí như vậy để xây dựng những cái data warehouse. Nhưng mà kể cho dù là data warehouse hay là về báo cáo này thì nó cũng phải xuất phát từ business trước, dễ nhớ dễ sử dụng. Thì thực ra cách mã hóa này nó là một cái gọi là để giảm cái, sau này nó sẽ có một cái phương pháp nó gọi là cái chuẩn hóa dữ liệu, là mình sẽ gọi là giảm cái redundancy, tức là cái dư thừa của dữ liệu ấy. Thì các bạn sẽ lưu một cột ID thôi, nó thường là kiểu cột số hay là cột thường là cột số, và chữ thì nó cũng chỉ là cái mã ngắn ngắn thôi để nó tiết kiệm cái bộ nhớ cho cái mô hình của mình hoặc là cho cái data warehouse đấy. Còn những cái thông tin chi tiết thì mình sẽ lưu nó ở cái bảng gọi là bảng DIM, là bảng dimension ấy. Sau đó thì mình sẽ link với nhau, mình lookup nó với nhau.
Thì thực ra thì cũng chỉ có cái cách như vậy thôi. Đối với cái bộ dữ liệu sample này là nó còn đơn giản đấy, nếu như mà chúng ta làm từ những cái detail đi lên ấy, nó đi từ GL ở cao ấy, mà bên nào tạo GL cao mà nó nhiều 4 5 chữ là thôi các bạn sẽ phải có một cái list mapping rồi đấy. Thì nhìn chung là thực ra nó không khó nhớ đến vậy đâu, các bạn mà làm trực tiếp thì nó cũng dễ nhớ hơn, các bạn làm hàng ngày thì nó cũng dễ nhớ. À, nguồn thì cái này thì tùy doanh nghiệp thôi, thường thì đối với, tại vì mình thường có kinh nghiệm với các cái giải pháp enterprise thì cái dữ liệu của mình nó sẽ đến từ các cái hệ thống ERP, có thể là SAP này, DMS này, rồi đến từ các cái hệ thống khác nữa, Oracle vân vân. Thì tùy doanh nghiệp họ dùng cái gì thì mình lấy lên thôi. Ngoài ra thì ngoài những cái hệ thống chuẩn như vậy thì doanh nghiệp nó họ cũng có thể tự xây dựng những cái hệ thống của riêng họ tự mình tên. Thì lúc đấy mình cũng sẽ lấy từ cái hệ thống mà họ tự xây để lên. Còn Excel hay là Power gọi là Google Sheet á, thì nó cũng vẫn cần thiết nhá, bởi vì phần lớn mình thấy nhá, với kinh nghiệm của mình thôi thì những cái dữ liệu mà liên quan đến forecast, liên quan đến target á, thì mình thấy là gần như là chưa có cái hệ thống nào mà đáp ứng được nhu cầu của họ, nhưng hiện tại họ vẫn làm bằng Excel, thì vẫn sẽ phải có Excel, vẫn sẽ phải có Google Sheet, vẫn phải có SharePoint. Có một số cái chúng ta cần phải dùng Python. Thường là ví dụ như những cái mà dữ liệu nó phức tạp, ví dụ như là nó đến từ API chẳng hạn, đến từ web chẳng hạn, mà nó không phải là cái dạng dạng bảng như các bạn nhìn thấy, mà nó là cái dạng JSON chẳng hạn, dạng key value, mà key value nó phức tạp nhá, key value đơn giản thì Power BI nó cũng vẫn đọc bình thường, nhưng mà nó phức tạp chẳng hạn thì các bạn phải dùng Python để, mình hay gọi là bạt nó ra, các bạn làm phẳng nó ra thì các cái BI tool nó mới đọc được. Hoặc là ví dụ bên một số bên dữ liệu mà nó phức tạp ấy, nó cái dạng mà kiểu multiple field ở trong một cái cột ấy, là chúng ta phải dùng Python nó xử rồi chúng ta mới đọc được, còn SQL lúc đấy có khi cũng không xử nổi. Thì nó tùy theo cái gọi là cái độ phức tạp của dữ liệu. Nhưng mà thường phần lớn các bạn mà làm DA ấy, thì chúng ta học Python thì nó là một cái gọi là add-in thôi, chứ còn học thì nó mình theo như mình hay hay ví là kiểu chúng ta dùng dao dao giết trâu để mổ gà kiểu vậy. Mình cũng đang có dự kiến sẽ làm những cái về fabric, tại vì nó sẽ là cái công nghệ tương lai của dành cho cái phần cho các cái doanh nghiệp lớn. PySpark thì chủ yếu là dữ liệu lớn rồi, còn các bạn dùng Python mà bình thường các bạn hay hay làm ấy, thì nó chỉ là cái Python nó xử lý theo kiểu gọi là data frame thôi, thì cái đấy nó khá là chậm mà nó không không phải là dữ liệu lớn đâu nha. Thì chúng ta tùy khi mà chúng ta tìm hiểu cái học thì các bạn sẽ cần phải tìm hiểu kỹ. Rồi về phần buổi thực hành thì mình có trong cái series này thì mình còn có một cái buổi nữa theo dự kiến là sẽ diễn ra đâu đó khoảng đầu tháng 6 về phần báo cáo cash flow. Tại vì các cái báo cáo tài chính thì nó không thể đi riêng lẻ được mà nó sẽ phải đi chung với nhau, xem chung với nhau. Đấy chính là báo cáo thuyết minh hả? À, về báo cáo HR thì hôm trước là mình có một cái session phía trước rồi thì mọi người có thể lên YouTube hoặc là lên trang web của Dataport để xem thêm về cái phần báo cáo về HR nha. Đấy, mình cũng có session rồi. Đấy, thì dự kiến thì trong tương lai thì mình cũng sẽ quay lại với những cái khía cạnh khác của HR. Đấy, kể cả báo cáo tài chính cũng vậy. Đấy, tuy nhiên thì tạm thời thì mình sẽ dừng ở 3 session để mình sẽ sang các cái chủ đề khác. Có một bạn hỏi là từ lúc khảo sát nghiệp vụ đến lúc hoàn thành. Thực ra thì cái này mình không có nói chắc được, nó phụ thuộc vào cái độ phức tạp nữa. Thường trước mình làm ví dụ cho một function thì một function ví dụ như là một cái báo cáo thôi, một phần thôi. Ví dụ như mình có thể làm báo cáo về kế toán thì nó rất là rộng nha. Mình sẽ chỉ làm báo cáo về phải thu hoặc phải trả thôi, thì mỗi cái nó sẽ khoảng 3 tháng gì đấy quay đầu bao gồm. Nhưng mà tất nhiên là những cái dự án đấy của mình nó bao gồm cả xây dựng data warehouse nữa, còn nếu như các bạn cắt cái phần đấy đi thì nó có thể ngắn hơn chẳng hạn. Các bạn dữ liệu mà ít các bạn không cần xây dựng data warehouse, hoặc là dữ liệu mà nó đến từ một nguồn thôi, không cần, các bạn lốt thẳng lên BI thì có thể nó sẽ ngắn hơn. Thì cái đấy nó tùy theo cái công nghệ các bạn sử dụng nữa, hoặc là theo cái độ phức tạp của dữ liệu rồi độ phức tạp của nghiệp vụ nữa, thì không có thể nói chắc chắn được là bao nhiêu. Ví dụ mình làm các dự án cho nhà các nhà phỏng vấn xem những dự án đó em làm kiểu cần phải click chỗ này chỗ kia so sánh. À thì ra thì không phải nha, bạn mình cứ cái chính là mình cứ làm khi mình ở cái giai đoạn mà học chẳng hạn, thì các bạn cứ thực hành hết đi, các bạn cứ liệt kê hết ra các cái tính năng đấy, sau đó thì các bạn tùy theo cái báo cáo các bạn làm thì các bạn thấy nó có cần hay không đấy. Và nó phải tùy đối tượng nữa, chứ không phải là kiểu chỉ không khơ, sâu ra khơi khơi ra không cần click không cần tương tác đấy, thì nó cũng mình cũng đấy là mình đang bỏ qua những cái điểm mạnh của BI đấy, thì nó cũng không nên, thì nó phải tùy trường hợp thôi. Ok, Bravo thì thực ra thì nó cũng khá là straightforward, nó có sẵn các store procedure rồi đấy, thì mình thực thi lại thôi. Thì mình cái chính là mình sẽ phải có một cái list về xem là mình sẽ làm những cái chỉ số nào, mình tính toán ra sao, rồi mình mới đánh giá được. Còn nếu mà bảo là không thì đánh giá không, đánh giá chay này thì khó lắm nha. Đấy, thì chủ yếu là mình sẽ làm cái giai đoạn lấy requirement, chuẩn bị requirement để nó tốt thì cái thời gian mà dev, thời gian mà test thì nó sẽ nhanh. Ok, hiện tại thì cũng khá là muộn rồi, thì chắc chúng ta có thể dừng cái buổi ngày hôm nay tại đây. Thì có thêm câu hỏi nào hoặc là có thêm những cái thắc mắc nào thì các bạn có thể liên hệ đến ban tổ chức, hoặc là có một cái group cộng đồng về phần để trao đổi về cái phần liên quan đến các cái kiến thức về dữ liệu. Đấy, thì các bạn cũng có thể nhắn lên đó, hoặc là các bạn có thể đăng lên đó, hoặc các bạn liên hệ trực tiếp đến ban tổ chức cũng được.